Lên rồi nha. Vừa vừa tên 2. Hello, xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Mọi người ơi, mọi người vô like cho em xin một lượt chia sẻ nha cả nhà ơi. Con chào chú Đồng Hiến. Hello chị Minh Trang Dương. Mọi người vô like cho em xin một lượt chia sẻ nha cả nhà. Hello mọi người. Xin chào tất cả cả cô chú anh chị nhà mình đang có mặt tại livestream của em. Trời ơi, để em vô em thấy đưa điện thoại cho mấy chú nó tải đi. Thì nói đó. Mọi người vô live cho em xin một lượt chia sẻ nha cả nhà. Hôm nay có chớp. Hôm nay có chớp cho mọi người nha. Chớp giá bình dân, đủ thứ loại chớp. Cái gì đánh đầu? Đánh đầu tiên luôn. Ta lại gặp nhau. Đại gia chớp hả? Hồi ôi không có dám luôn á anh Sơn Lê. Mọi người vô like cho em xin một lượt chia sẻ nha. Hello anh Phạm. Em chào tất cả cô chú anh chị nhà mình đang có mặt tại livestream của Vườn Lan Thiên Mỹ tối ngày hôm nay nha cả nhà ơi. Mọi người vô like cả nhà mình cho em xin một lượt chia sẻ. Và mọi người chia sẻ xong rồi thì cả nhà mình để lại giúp em một cái comment. Để chút xíu nữa em quay game sẽ có tên mọi người nha mọi người ơi. Sẽ có tên cả nhà mình trong cái vòng quay đó nha cả nhà. Mọi người vô like cho em xin một lượt chia sẻ nha. Cả nhà mình đã chia sẻ rồi, comment lên giúp em chữ đã chia sẻ nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại livestream của nhà em. Đợi em chút xíu nha, em chia sẻ. Em chia sẻ xong rồi em lên hàng cho cả nhà mình nha. Lên hàng nhiều tí. Hôm nay lên chớp nha cả nhà. Mà mọi người lên chớp là cô chú anh chị nhà mình mà có yêu cầu, có hỏi em thêm dòng gì á thì em vẫn vẫn trả lời cho cả nhà mình và vẫn lên cho cô chú anh chị nhà mình nha. Hồi ế về vợ chia sẻ không em? Trời ơi. Hồi ế vợ nữa chứ. Có nhiều anh chị nhà mình vẫn xem ổn mất cả nhà. Lúc tối về nhà đúng không? Dạ về bị lộn nhà. Về bị lộn nhà nha anh Thanh Trần. Chia sẻ giúp em nha mọi người. Mọi người chia sẻ giúp em là một lần vô trang cá nhân nè, một lần vào hội nhóm ở chế độ công khai giúp em nha cả nhà. Đổi lại thì em sẽ chút xíu nữa em sẽ tặng cho mọi người một phần quà. Một phần quà nha mọi người. Và giờ đầu like mọi người ngắm giúp em cái hoa chớp đi mọi người. À, ngắm giúp em cái hoa chớp, đợi cô chú anh chị nhà mình vô đông đông. Hôm nay em có hộ mang chớp giá siêu bình dân cho cả nhà mình. Bao nhiêu? Trời ơi, hộ mang chớp giá siêu bình dân nha. Và có được 5 chậu thôi, 5 chậu, 6 chậu gì đó thôi. Cho nên là cô chú anh chị nhà mình hãy nhanh tay nha. Hộ mang chớp mặt hoa siêu mê, siêu đẹp. Và giá cả là phải chăng cho cô chú anh chị nhà mình. Đó, cho mọi người cái giá nó êm để cả nhà mình về, cả nhà mình sưu tầm được cái giá nó rẻ ha. Chia sẻ giúp em một lần vào trang cá nhân, một lần vào hội nhóm ở chế độ công khai giúp em nha. Và anh chị nhà mình đang có mặt ở trong live cho em Nguyên xin một dấu chấm.
Cho em xin một dấu chấm nha, nay mới nhận được cây của vườn, vẫn như năm trước, rất ok nha em. Em cảm ơn chị Thanh Hằng rất là nhiều. Cảm ơn chị Ruột đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ vườn lan Thiên Mỹ. Mọi người chấm chấm lên giúp em nha. Rồi giờ em vô nha mọi người, vô nha. Cho mọi người xem mặt hoa hổ mang chết nha cô chú anh chị nhà mình. Trước khi vô thì em quay cái cây hổ mang chết cho mọi người xem mặt hoa. Đó. Em đứng góc nào vậy? Em quay cái mặt hoa cho mọi người xem. Mọi người xem trước cái xong rồi em lên cái cây nhỏ cho cả nhà mình, và cây nhỏ giá rẻ lắm. Giá rất là rẻ nhất từ trước đến giờ mà hàng ấm chậu nha, rẻ nhất từ trước đến bây giờ mà em chia sẻ cho mọi người cái hàng hổ mang chớp. Chưa bao giờ có hàng hổ mang chớp mà cái giá nó lại êm như này nha. Em di chuyển mọi người chút xíu để em quay cái cây hổ mang chớp cho mọi người xem nha cả nhà ơi. Đây, đây là cây hổ mang chớp, mặt hoa hổ mang chớp nha cô chú anh chị nhà mình. Đây là mặt hoa của hổ mang chớp nha, quá xuất sắc, quá đẹp. Và dòng này là một trong những dòng dendro chớp mà nó tách cây nhân giống và cái giá nó êm nhất trên thị trường hiện tại bây giờ cho cô chú anh chị nhà mình. Nói chung là giá nó êm và vừa túi tiền cho mọi người, dễ dàng cả nhà mình sở hữu được. Đó, vài trăm ngàn mọi người đã có sở hữu được một chậu chớp rồi, đâu có cần phải bỏ ra quá nhiều tiền hay là như thế nào để sở hữu được một chậu chớp rồi, đúng không mọi người? Chỉ cần một cái mức giá mà nó bình ổn, mọi người đã sở hữu được một chậu chớp rồi. Đây là mặt hoa của hổ mang chớp nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Form hoa rất là to và hàng này được gọi là chớp thuận nha cả nhà, chớp thuận nha. Và em có được vài chậu hàng tách chiết. Cái chậu lớn này, cái chậu to này trị giá là 2 triệu rưỡi. Đó, cái chậu to này là 2 triệu rưỡi nha cả nhà. Nó rất là to nè, mọi người nhìn cái gốc nè. Cái gốc nó siêu to luôn cô chú anh chị nhà mình thấy không? Đó, và hàng này nó cứ nhảy lên con, thêm con, thêm con. Cái lá nó đi nè. Đó, lá nó đi lên như này. Và cái chậu to này là 2 triệu rưỡi nha cô chú anh chị nhà mình. Lời được cái kỳ. Trời, lời được cái kỳ nè cả nhà. Đó, nó có cái kỳ. Cái kỳ này ra tắt ra bán cũng có lời nữa nè mọi người. Cái kỳ này tắt bán chắc được cũng được tầm 150. Đó, tầm 150-200. Hổ mang chớp nha, em có được 5-6 chậu hàng nhỏ. Và mọi người hãy tranh thủ lên một phát là hốt liền cho em, bởi vì hàng này số lượng có hạn. Đó, giờ mà kêu có nhiều thì cũng không có nữa rồi cả nhà. Em đặt mọi người, em quay lại vị trí cũ nha. Đó, không dẫn mọi người đi tham quan nữa, quay lại vị trí cũ cho mọi người. Và em lên cái hàng hổ mang chớp, hàng tắc kỳ ấm chậu, đã ấm chậu rồi. Đó, tắc kỳ ấm chậu rồi, để cho mọi người sưu tầm. Và với cái mức giá nó rất là êm, rất là rẻ cho mọi người, để cả nhà mình sưu tầm được cái hàng này. Không cần phải là bỏ ra quá nhiều tiền để sở hữu một chậu chớp đâu mọi người. Chỉ cần vừa phải thôi. Nó chỉ cần chút xíu thôi, nó bằng với cái hàng giá cây bình thường luôn á cả nhà. Mọi người vô like cho em xin một lượt chia sẻ nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hổ mang chớp em có mấy chậu được, nó ấm chậu này cả nhà, 180.000 một chậu. Có được 6 chậu thôi. 6 chậu dành cho anh chị nhà mình. Comment nhanh nhất nha. Hổ mang chớp thì em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời. Em quy có 6 chậu cho mọi người thôi nha. Mọi người nó ấm chậu rồi nè. Hàng tách chiết và ấm chậu đã lên một thân mầm mới. Đã lên một mầm mới cho cô chú anh chị nhà mình. Lên giúp em cái comment hổ mang chớp kèm với số điện thoại là có đơn. Có 6 chậu dành cho anh chị nhà mình mở hàng đầu like. Đó, mở hàng đầu like trong cái live stream này. Mở hàng đầu like trong cái... Nè, từ từ. Nha cả nhà, tranh thủ nè. Tranh thủ hôm nay đầu like được 6 chậu dành cho anh chị nhà mình. 6 anh chị nhà mình comment nhanh nhất với mức giá là 180.000 một chậu hổ mang chớp nha. Với mức giá là 180.000 một chậu hổ mang chớp cho em nè. Cây cứ một chậu, anh chị nào lên chốt trước, em lựa cây mà nó có mầm đồ này kia ngon lành trước cho cô chú anh chị nhà mình nha mọi người ơi. Nhanh nha cả nhà. Hổ mang chớp nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, cả nhà mình tranh thủ, em có được tổng khoảng là 6-7 chậu gì đó thôi cô chú anh chị nhà mình ơi. Em trước cho chị Thanh Hằng một chậu nhanh tay có nha. Nhanh tay có nha mọi người, còn chậm tay là không còn nữa. Bởi vì cái hàng hổ mang chớp hiện tại em đang bán cho cả nhà mình có 180.000 một chậu thôi cô chú anh chị nhà mình. Em chốt cho anh Thảo Văn Nguyễn một chậu nữa nè. Em chốt cho anh Thảo Văn Nguyễn một chậu nữa, cho chị Thanh Hằng một chậu trước nè.
cho anh Thảo Văn Nguyễn, anh Thảo Văn Nguyễn một chậu này, ok la, cả nhà mình tranh thủ đâu, tranh thủ chốt lên giúp em nha cả nhà. Đây em chốt cho anh Thảo Văn Nguyễn một chậu, hổ mang chốt 180.000 một chậu nha mọi người ơi. Nhanh tay có và chậm tay là hết cái hàng này. Hàng này thân này, thân nó cao lên như thế này, hổ mang chớp mà bán có 180.000 một chậu thôi cả nhà ơi. Cái này em ấm chậu hết rồi nha. Đó, hàng này hàng ấm chậu hết luôn rồi nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Em để cho anh Thảo Văn Nguyễn một chậu, em cảm ơn anh rất là nhiều. Tranh thủ nha, có lên trước, lên comment trước, em để dành trước, lên comment trước để dành trước mở hàng đầu like ngày hôm nay. Đó, hổ mang chớp em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời. Cái mặt hoa hổ mang chớp em cho mọi người xem rồi đó, cho mọi người xem cái mặt hoa rồi đó cô chú anh chị nhà mình. Hello Thỏ Hàng Kim à, Thỏ Hàng Kim chưa, Thỏ Hàng Kim chưa, chưa chúng em ơi, chưa có Thỏ Hàng Kim nha. 100 hổ mang chớp lên giúp em cái comment đi, một rốt cái dây sạc của em rồi. 180.000, 180.000 một chậu hổ mang chớp nha cô chú anh chị nhà mình ơi, tranh thủ chốt đơn. Nhanh tay thì có mà chậm tay thì hết nha, có được có cho mọi người. Dạ em không có hạt vĩ rồi, em không có hạt, em có hàng giờ em chuyên dendro, em chuyên dendro nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Chậu này để cho mọi người 180.000 hổ mang chớp, em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời, đã ấm chậu hết trơn hết chỗ cho cô chú anh chị nhà mình rồi nha, đã ấm chậu hết rồi nha mọi người ơi. Đây cây nè, cứ một chậu là 180, một chậu là 180 anh chị nhà mình. Đây có chậu này nó được hai mầm. Chớp lavender. Dạ em có lavender. Chớp, chớp lavender có. Có. Em có chớp lavender luôn nha. Đây một chậu hổ mang chớp cho em là 180.000 nha cả nhà. Mọi người chưa có hàng này tranh thủ, tranh thủ gom. Đây là mặt hoa của hổ mang chớp nè. Hoa hổ mang chớp em có một cái chậu to ở phía sau này, em quay cho mọi người xem mặt hoa luôn nha. Đó mọi người đừng có suy nghĩ đắn đo gì nữa, bởi vì hiện tại em đang chia sẻ cho cả nhà mình á, cái giá nó rất là rẻ và nó rất là êm, rất là mềm cho cô chú anh chị nhà mình. Để cho mọi người sở hữu có 180.000 một chậu, mà hàng này em đã tách chiếc và đã ấm chậu hết trơn hết trội rồi. Và đây là mặt hoa của hổ mang chớp nha cô chú anh chị nhà mình. Mặt hoa siêu mê siêu đẹp luôn cho em nha cả nhà. Nhà em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời cho mọi người luôn. Cái chậu hổ mang chớp đang hoa siêu to này trị giá là 2,5 triệu. Và cái hàng kỳ em tách kỳ ra em ấm chậu rồi, và nó đang lên một mầm con nữa, thì em đang để cho mọi người chỉ có giá là 180.000 một chậu thôi. Đó, mặt hoa nha mọi người. Nhà em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời, cho nên mọi người đừng suy nghĩ đắn đo nữa. Ở ngoài thị trường nếu như mọi người mua một kg cũng phải là 200.000. Một kg hàng này mới tách ra, chưa có ấm chậu, chưa có vô chậu. Mà nhà em đã tách ra vô chậu, ấm chậu rồi cho mọi người, và đang đẻ thêm một đứa con nữa. Đó là cái thân nào, một cái chậu nào cũng có mầm con mới hết cho cả nhà mình rồi, mà bán có 180.000, ấm chậu rồi và đã thuần luôn, thuần vỏ thông luôn giúp em. Về nhà không cần phải làm gì hết, để như vậy rồi nó sinh con đẻ cái ra. Cái dòng kinh hổ mang á là được được cái cho cô chú anh chị nhà mình. Được cái là nó nhanh phát triển, nó nhanh lớn và nó nhanh đẻ con. Cho nên cái giá của nó, nó cái giá của nó trên thị trường là nó rất là mềm. Để cho cô chú anh chị nhà mình sưu tầm để cho mọi người sở hữu nha cả nhà. Mọi người trong cái bộ sưu tập của mọi người chưa có hàng này thì hốt, chưa có hàng này thì chốt đơn giúp em. Con chốt cho cô Nguyễn Huệ một chậu, con chốt cho cô Nguyễn Huệ một chậu, 180.000 một chậu thôi nha cả nhà ơi. Hàng này lấy về 180 mọi người. Mọi người mua những cái hàng, những cái hàng mà mặt hoa mà nó không chớp á thì cũng là giá này rồi. Đó, mà một chậu chớp mà với cái giá 180 là nó rất là hời và rất là rẻ cho mọi người, để cho cả nhà mình sưu tầm nha. Chưa có hổ mang chớp trong bộ sưu tập của mọi người, hoặc là mọi người từ trước đến giờ mọi người chưa chơi chớp, thì nhân cái cơ hội một dòng chớp cái giá bình dân, cái giá nó ok như thế này, thì tại sao mọi người không sở hữu một chậu. Và hàng này cực kỳ xinh hoa, nhanh đẻ con cho cô chú anh chị nhà mình. 180.000 một chậu giúp em nha. Lên giúp em comment là hổ mang chớp kèm với số điện thoại là có đơn. Hổ mang chớp kèm với số điện thoại là có đơn nha cả nhà ơi.
Dạ nhanh tay là nhanh tay thì sẽ còn nha cô chú anh chị nhà mình. Nhanh tay là còn. Rồi, cả nhà mình muốn em lên dòng gì cứ nhảy lên comment giúp em nè. Nhảy lên comment giúp em là có đơn. Hôm nay là tất cả những dòng chớp mà giá siêu bình dân, siêu rẻ cho cô chú anh chị nhà mình. Cho nên mọi người hãy vô đây muốn xem dòng gì để lại comment cho em dòng đó. Dạ xinh hả? Xinh thì hiện tại xinh thì em đang đợi cho nó vô chậu một chút xíu. Đó, xong rồi em mới... nó ấm chậu một chút xíu. Ôi, lavender hả? Lavender. Dạ Damri là 150.000 một chậu. Dạ hàm hương em có hàm hương chớp. Em có hàm hương chớp nha. À hàm hương chớp hết rồi. Quên em bán rồi mà em quên. Em bán rồi mà em quên. À, Damri là 150.000 một chậu nha cô chú anh chị nhà mình. Đây chậu Damri mà em gửi đi cho mọi người là những cái chậu nó rất là lùm. Nó rất là lùm lên như này nha cả nhà. Cây cực kỳ lực lên cho cô chú anh chị nhà mình. 150.000 một chậu Damri. Và hàng này đây là mặt hoa của Damri nha mọi người. Cái này em mới ghép vô trong chậu cho mọi người xem hoa mẫu á. Mới ghép vô chậu để cho mọi người xem hoa mẫu nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Nó mật độ nó cực kỳ xiên hoa cho cả nhà mình. Và một chậu Damri như em đang đưa trên màn hình là phi 21 phần vỏ thông nha. Phi 21 phần vỏ thông cho mọi người trị giá là 150.000. Mọi người chưa có Damri chốt Damri. Chưa có Damri chốt Damri giúp em nha. Hai chậu em bao ship. Em chào anh Dương Lộc. Lâu ngày quá mới gặp anh Dương Lộc nè. 150.000 một chậu Damri nha cô chú anh chị nhà mình. Cây rất là lực và rất là lùm. Cả nhà mình chưa có hàng này thì chốt đơn giúp em. Damri là một dòng cảnh sát hoa thơm nha cả nhà. Và để mà nói mọi người chơi cái dòng này á, mọi người chơi hoa quanh năm suốt tháng không bao giờ biết mệt. Không bao giờ biết mệt luôn. Nó cho lên nó hoa chùm. Lên dạng hoa chùm như này nè cô chú anh chị nhà mình. Nha Damri là 150.000 một chậu Damri và hai chậu em bao ship. Cả nhà mình chưa có hàng này tranh thủ lên chốt nha. Tranh thủ lên chốt đơn cho em và hàng này em lựa lên cho cả nhà mình á. Những chậu nó rất là lùm và những chậu này nó rất là lực nha cả nhà đây. Ví dụ như cái mặt hoa của em nó là một cái lưỡi cam như này. Lưỡi cam như này cho cô chú anh chị nhà mình. Và cái chậu nè nó lùm lên như thế này cho mọi người. Nó siêu lùm, ở ngoài người ta phải bán cho cả nhà mình những cái chậu như này không bao giờ dưới giá là 200.000 đâu cả nhà. Nếu mà mình đặt sĩ thì mình để nhắn tin giúp em nha. Đặt sĩ thì nhắn tin giúp em. Giá sĩ thường mọi người, nhà em là bán giá lẻ mà nó sát với giá sĩ luôn á. Đó, cho nên là giá sĩ mọi người lấy mua khách trên em, khách nhà em toàn lên like để nhặt sĩ thôi đó mọi người. Là nhạc sĩ về bán bởi vì bán quá rẻ cả nhà ơi. Damri một cái chậu lên như này siêu lùm siêu lực tương lai của nó nha. Những cái thân này nó lên thành một bụi rất là lùm cho cô chú anh chị nhà mình. Mà em chia sẻ cho mọi người có 150.000 thôi và hai chậu em bao ship. Mọi người chốt lên giúp em Damri kèm số lượng kèm số điện thoại. Mọi người cần những dòng gì cứ để lại comment cho em nha. Cần dòng gì cứ để lại comment cho em nha mọi người ơi. Em chào anh chị Gia Phúc Nguyễn nha. Cần Damri, cần dòng gì cứ để lại comment cho em. Lấy hút Damri thì em lựa cho cả nhà mình. Có những chậu nó rất là cao nha cả nhà. Đây, có những chậu nè. Những chậu nó siêu cao lên như này. Thì tương lai những cái chậu cao như này thì nó sẽ đẻ thêm con. Đó, muốn cao thì mọi người chốt cao giúp em. Em chào chị Tiên Tây. Còn muốn lùm thì comment giúp em là hai chậu lùm kèm số điện thoại. Hai chậu cao kèm số điện thoại sẽ có đơn. Và cái chậu cao lên như này nó mới khó cả nhà nha. Đó, cái hàng cao như này mà về mọi người ra cái chậu lấy hai chậu về ghép vô là thành chậu tác phẩm là ngon lành rồi. Bởi vì cái hàng cao như này nó thuần lên khó lắm. Và hàng này là thuần vỏ thông. Hàng này nhà em thuần vỏ thông nha cô chú anh chị nhà mình. Nó thuần vỏ thông hết luôn. Toàn bộ là hàng thuần vỏ thông cho em nha cả nhà ơi. Chốt cao lên cao cho em. Và chốt lùm thì lên comment là lùm.
cao cũng 150 mà lùm cũng 150, thân cao 60 cm nha. Thân này cao, đang cao là ba gang tay của em đó cả nhà, là 60 cm. Lên giúp em số điện thoại kèm với số lượng là có đơn, hoặc là mọi người đang muốn hỏi em dòng gì, muốn em tư vấn dòng gì cứ để lại comment cho em. Ví dụ như em lên theo thứ tự, nhưng mà lỡ mọi người hỏi trước á thì em lên theo cái dòng đó trước cho cả nhà mình nha, không có để bị mất thời gian của cô chú anh chị nhà mình lâu. Một chậu để cho mọi người tranh thủ nè, tranh thủ hút cho em đi. Hàng này rất là đẹp. Ở ngoài thị trường nếu như mọi người mua một cái chậu Damri mà cao như này, cao 60 cm, hàng Damri mà cao 60 cm là chăm nó rất là lâu cả nhà. Đó, mà mọi người có mua được chậu này thì không bao giờ dưới giá 200 ngàn đâu cô chú anh chị nhà mình. Mọi người chốt lên comment giúp em nha. Anh chị Thái Bình Dương 5 chậu Damri. À, cô Nguyễn Huệ một chậu Damri cao, con để cho cô Nguyễn Huệ chậu Damri cao này luôn nha. 150 một chậu thôi cô chú anh chị nhà mình. Anh Thái Bình Dương lấy hàng lùm hay là hàng cao anh comment giúp em nè. Anh comment giúp em nha anh Thái Bình Dương nha. Hết lùm rồi. Lùm em có được có 3 chậu thôi nha. Lùm em còn được có 3 chậu thôi, vậy để em để cho anh là 3 chậu lùm. 3 chậu lùm với lại là 2 chậu cao nha. Đó, hello anh Vĩnh. Anh Vĩnh là một chậu Damri lùm nữa nè. Mọi người tranh thủ chốt Damri, chứ thiệt sự là hàng Damri em lựa những cây to trước, em bán trước. Cho nên anh chị nào lên chốt trước thì lựa được những cây bự trước, những cây nhiều thân trước. Còn mà chốt sau á, chốt sau thì nó cũng nói chung là nó cũng xem, nhưng mà nó không có được ngon lành bằng những cái chậu cả nhà mình chốt trước thôi. Đó là mọi người ưu tiên, lúc nào anh chị nào chốt trước cũng sẽ được ưu tiên hết. Đó, ok anh Thái Bình Dương, để ngày mai em gom xong rồi em chụp hình em gửi qua cho anh nha. Chụp hình em gửi qua cho anh luôn nha anh Thái Bình Dương, để cho anh Vĩnh một chậu này, anh Thái Bình Dương 5 chậu. Cả nhà mình tranh thủ hốt đi. Một chậu lên như này mà bán có 150 à. Một chậu như này mà bán có 150 à. Anh Nam Cường cho em Quy xin số điện thoại luôn nha. Em coi thử còn hàng lùm không chứ sợ là hết rồi đó. Đó, chứ sợ là hết rồi đó cô chú anh chị nhà mình. Hàng cao thì nhà em có. Đó, có, tương lai nó cao thì nó sẽ đẻ con lên nữa. Đẻ con chi chít lên nữa cho cô chú anh chị nhà mình. Mọi người chốt Damri lên giúp em Damri. Kèm với số điện thoại nha. Kèm giúp em số điện thoại, không có số điện thoại em Quy không chốt được nè. Anh chị Tú Anh gốc Tú Anh cho hai chậu lùm luôn nè. Hôm qua chốt hai chậu Damri mà gọi điện chị có một có hai chậu Damri nữa chị. Hình như hôm nay em thấy là đóng đơn đi rồi đó chị Hằng Nguyễn ơi. Em đây đóng đơn đi rồi đó chị Hằng Nguyễn. Chốt đồng tiền xưa, dạ đồng tiền xưa em có luôn nha anh chị Phạm Văn Ninh rồi. Em có đồng tiền xưa luôn nha. Anh Vĩnh là em có số điện thoại rồi nè, anh Nam Cường cho em Quy xin số điện thoại luôn nha. Damri mọi người tranh thủ lên chốt giúp em nè, để em đọc tên. Đợi em chút xíu nha, em có cây rồi nè. Em đọc tên em chốt cho cô chú anh chị nhà mình. Giờ là nó có cỡ này nè cả nhà. Đó, nó có cỡ này nè. Cũng em cũng bán 150 luôn, cho nên cô chú anh chị nhà mình em đưa cây lên em chốt cho cả nhà mình. Mọi người thấy cái cây của cả nhà rồi, mọi người ok lại giúp em một cái nha. Ok lại giúp em một cái để em biết. Dạ em không có huyết nhung mà em có huyết long á. Anh Vũ Văn Khởi, em không có huyết nhung em mà em có huyết long. Đợi em chút xíu, giờ em đọc tên chốt nha, đọc giúp em ai trước. Anh Thái Bình Dương nói đủ chưa? Anh Thái Bình Dương chưa, 5 chậu lận. Anh Quang Vĩnh nè, anh Quang Vĩnh một chậu nè. Anh Quang Vĩnh một chậu, anh Thái Bình Dương để ngày mai em gom cho. Ngày mai em ra vườn em lựa em gom cho anh Thái Bình Dương 5 chậu lùm. Anh Vĩnh một chậu nè. Ai? Cường 2 chậu lùm. Anh Nam Cường 2 chậu lùm, nhưng mà anh Nam Cường chưa có số điện thoại nha. Anh Nam Cường, em chốt cho anh Nam Cường 2 chậu. Đó, 2 chậu này em chốt cho anh Nam Cường nha. Ok lại giúp em kèm với số điện thoại luôn giúp em nè. Anh Nam Cường 2 chậu. Dạ ok, em thấy số điện thoại của anh rồi. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi ok lại giúp em nha. Rồi tiếp tục tới anh chị Tú Anh gốc 2 chậu lùm. Anh chị Tú Anh gốc là 2 chậu lùm nè. Nói chung là em lựa chậu, có chậu này có chậu kia nha mọi người, chứ mà ai cũng dành mà lùm ơi là lùm hết thì phần sau là không có. Đó, một chậu là 150, hai chậu em bao ship. Hàng này thiệt sự em lựa lên cho mọi người những cây như này, ở ngoài người ta phải bán là 250, 300 ngàn không á. Không ai bán 150 đâu cô chú anh chị nhà mình. Anh chị Tú Anh gốc hai chậu này luôn nha. Hàng này nó chi chít thân con ở dưới là mai mốt tương lai nó lên cho cả nhà mình.
là bụi rất là lùm, dạ hoáng long em hết. Hello. Hello anh Lê Tiến Sĩ, em có ngọc điểm luôn nha anh Thoại ơi. Em có ngọc điểm luôn. Hello, đến giờ chim quy lại hót. Ngày nào cũng hót hai đợt hết. Ngày nào em cũng hót hai đợt hết nha anh Lê Tiến Sĩ. Em hết hoáng long rồi. Ngọc điểm hồng gấm, đợi em chút xíu em lên ngọc điểm hồng gấm cho cả nhà mình. Mọi người cái cây lên như này, hai hướng lên như này nè. Đó, cây này là đam ri đó anh Trường Tuyền. Cây này là đam ri á, đợi em chút xíu em lên ngọc điểm hồng gấm nha anh Thoại. Đợi em chút xíu nha. Đam ri nha cả nhà, đam ri 150 ngàn một chậu đam ri, mọi người lên chốt giúp em nè. Đây là mặt hoa của đam ri, một dòng cảnh sát hoa thơm, cực kỳ xuyên hoa, càng cao càng cho nhiều hoa nha, càng cao càng cho nhiều hoa, giả hoa ở dưới đất hả? Đợi em chút xíu, hoa ở dưới đất là chớp á. Chớp mini da da chớp với lại là bin bon chớp. Đam ri, đây là mặt hoa của đam ri nha mọi người, một dòng cảnh sát hoa thơm cực kỳ xuyên hoa, và để mà nói là thuần cái dòng này rất là khó, nhưng khi mà đã lên chậu, đã ấm chậu, đã ngon lành rồi, đã cho hoa rồi thì cho em là nó sống bất kể lúc nào, bất kể thời gian, bất kể thời tiết luôn, cho cả nhà mình nó thời tiết như thế nào nó cũng sống được. Nói chung là nó đã trải qua mà nó ấm chậu được rồi á là nó ngon lành rồi cho cả nhà mình nha. Một chậu damery như này, như em đang cầm trên tay, 150 một chậu. Hai chậu thì em bao ship cho mọi người luôn. Và tương lai mấy cái này nó còn mập nữa, nó còn lùm nữa, nó còn mập và nó còn lùm nữa nha cả nhà. Đó, chốt lên comment giúp em, chốt lên comment giúp em nha. Rồi em lên hàng khác. Lên chớp đẹp đi em. Ok anh. Đó, em hồi nãy giờ em đang lên hổ mang chớp nè. Hổ mang chớp em có cái cây bự kia 2,5 triệu thôi anh Tuyền. Anh Tuyền nhà anh Tuyền mà có cái sân to đó. Thế là anh Tuyền để cái chậu đó là ngon lành nhất cái nách luôn. Thêm chậu nữa cho anh Vĩnh. Em chốt thêm chậu nữa cho anh Vĩnh nha. Hai chậu em bao ship đó. Đó, thêm một chậu nữa hót cả ngày cả năm không biết mệt. Mệt chứ anh Sơn Lê. Hót thì cũng có phải lúc có những lúc là biết mệt chứ. Em đâu phải, cái máy nó còn mệt mà. Rồi lên tiếp nha. Em lên cho cả nhà mình cái ngọc điểm hồng gấm cái đã. Do mọi người hỏi thì đợi em từ từ. Em từ từ em lên. Ngọc điểm hồng gấm ha, siêu thơm. Cũng thơm ngày, thơm đêm, thơm bất kể thời gian, thời tiết và nhiệt độ luôn. Mưa nắng gì cũng thơm hết. Và đang có hai vòi nha, đang có sẵn hai vòi bông cho mọi người trên một cái bảng như này. Và hàng lá em vẫn bán 200 ngàn một bảng. Hàng một vòi cũng bán 200 ngàn. Và hàng hai vòi cũng bán 200 ngàn. Cho nên lựa được mấy chậu hai vòi thì cả nhà mình hốt luôn cho em. Mọi người đừng quên cho em xin một nút like, một lượt theo dõi trang fanpage của Vườn Lan Thiên Mỹ nha. Cây đẹp quá mà giờ không có tiền sao, họ mua nợ luôn anh Vinh. Cho ký sổ nợ nha anh Vinh ơi. Đó. Ký sổ nợ vài ngày là hôm nay đặt đúng không? Ngày mai gọi điện chốt đơn. Cái là đi đơn là ký sổ nợ vài ngày, tới cái lúc mà nhận hàng thì trả tiền cho shipper giúp em là ok là luôn. Nha anh Vinh. Rồi, mặt hoa của ngọc điểm hồng gấm cho em rất là to nha mọi người. Cái bảng ví dụ như một cây ngọc điểm hồng gấm như này mà ở ngoài mọi người mua cũng phải dao động từ 350 đến 390 một cây. Nhưng hiện tại nhà em bán cho cả nhà mình nhà vườn mà bán giá rẻ thôi, chia sẻ lan mà giá rẻ cho mọi người êm tiền mọi người sưu tầm, đúng không cả nhà? Đó, thay vì với cái giá tiền đó mọi người mua được hai chậu ở tại nhà em luôn. Rồi, cho em ngọc điểm hồng gấm hai vòi nụ cho cả nhà mình về nhà chơi hoa xuân nha cả nhà. 200 ngàn một chậu. Và hàng này là hàng Đai Châu Thái. Đai Châu Thái nhưng nhà em đã thuần với khí hậu Việt Nam và thuần vỏ thông luôn rồi. Về nhà chỉ có việc treo lên rồi chơi thôi, không cần phải làm gì hết cho em nha cả nhà ơi. Ngọc điểm hồng gấm lên giúp em. Ngọc điểm hồng gấm này anh gì ta, anh Hồng Thoại. Anh Thoại ơi, em có ngọc điểm hồng gấm rồi nè, lên giúp em nha. Ngọc điểm hồng gấm 200k một chậu đó, và hai chậu cũng bao ship luôn. Hai chậu ngọc điểm hồng gấm này em cũng bao ship luôn nha. Lên giúp em comment kèm số điện thoại là có đơn. Đây là mặt hoa của ngọc điểm hồng gấm nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Mặt hoa của ngọc điểm hồng gấm cho em nè, xuất sắc chưa? Rất là đẹp, nó thơm lắm, nó thơm mà mọi người nghe cái hương thơm của nó mọi người nhức đầu luôn, là biết nó thơm đậm cỡ nào. Nó thơm rất là đậm nha cô chú anh chị nhà mình. Anh Ninh hỏi đồng tiền xưa đúng không ta?
anh nên hỏi đồng tiền xưa đúng không anh? Em đang có đồng tiền xưa luôn nè. À, đồng tiền xưa, đồng tiền xưa chết cái cây này. 200. Đây là mặt hoa của đồng tiền xưa nha, đồng tiền xưa chết cho em nha. Đợi em chút xíu nha mọi người, em mở cho mọi người xem mặt hoa. Và cái đồng tiền xưa chết này hiện tại em có đăng ở trên trang fanpage á. Cô chú anh chị nhà mình có thể là vô đó xem. Em không coi được. Đợi em chút xíu. Bữa nay em không coi được hình nữa. À có rồi. Có rồi nha mọi người. Đây mặt hoa của đồng tiền xưa chớp nè. Mặt hoa của đồng tiền xưa chớp cho em nha. Em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời cho cô chú anh chị nhà mình nha. Cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời cho cả nhà mình. À, cái kỳ này là 200k. Có một kỳ à. Có một kỳ duy nhất là cô chú anh chị nhà mình. Đồng tiền xưa chớp. Một kỳ duy nhất đang có nứt mầm con lên nha. Đang có nứt một mầm con lên cho cô chú anh chị nhà mình. 200k đồng tiền xưa mà chớp cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời cho cô chú anh chị nhà mình nha mọi người ơi. 200k chậu này. 200k cái kỳ này đã ấm chậu rồi nha mọi người. Đó, kỳ này em đã đấm chậu rồi, ấm chậu rồi. Em chào anh Nguyễn Đức Chinh. Mọi người vô like cho em xin một lượt chia sẻ nha cả nhà. Hello chú Cường. Đó, mọi người nhanh tranh thủ nha, tranh thủ lên chốt đơn đi, hàng này nhà em bán giá êm lắm. Anh Nông, anh Tuyền, anh Trường Tuyền, em đang có cái hàng hũ mang chớp giá êm lắm nè. Cho anh nhé, ok anh luôn, cho anh luôn. Chốt đơn cho anh 200. Cho cô Ngọc Điểm Hồng Gấm, một chậu Ngọc Điểm Hồng Gấm cho cô Nguyễn Huệ nè. Con chốt cho cô một chậu Ngọc Điểm Hồng Gấm 200. Hàng này thì sổ em đưa lên là số lượng có hạn cô chú anh chị nhà mình. Đó, cái hàng hai vòi này lửa lắm mới được hàng hai vòi. Cây nó đủ khỏe, đủ lực lắm nó mới lên hai vòi cho mọi người. Cho nên lên một phát là hốt liền. Ngọc Điểm Hồng Gấm hai vòi 200 nghìn. Quá rẻ cho một cuộc tình. Đó, lấy một lấy hai chậu thì em bao ship nha, lấy hai chậu bao ship luôn cho mọi người. Rồi, hộ mang chớp, hộ mang chớp cho cả nhà mình 180 nghìn một chậu. Em còn được vài chậu thôi. Cho nên cả nhà mình lên hốt luôn cũng ấm chậu rồi. Thuần vỏ thông cũng ấm chậu rồi, hàng tách chiết. Còn không thì em có chậu siêu to khổng lồ. Anh chị nào mà có cái sân rộng rộng á, mọi người về nhà ra chậu. Ra chậu cái chậu bự đó, cái là cả nhà mình để chân ở ngay cái sân luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, để em quay cho mọi người cái cây đó nha. Cái cây nằm bên góc bên kia. Hổ mang chớp em cho anh Dương Lộc một chậu nè. Em chốt cho anh Dương Lộc một chậu hổ mang chớp. 180 nghìn một chậu hổ mang chớp thôi cả nhà. Nhà em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời. Dạ, cho cây cao hả? Cho cây cao hả? À, em còn. Em còn nè anh Trương Tuyền. Em còn muốn cây cao, có cây cao luôn cả nhà mình. Đó, muốn cây cao, có cây cao. Em để cho anh Trương Tuyền chậu này nha. Cho anh Trương Tuyền chậu này, hai chậu. Mọi người hốt đi, thiệt sự hàng này nó rẻ. Em bán mà giống như là vừa bán vừa tặng á. Em quay cho mọi người xem mặt hoa nha. Quay cho cả nhà mình xem mặt hoa của hổ mang chớp nè mọi người. Mặt hoa của hổ mang chớp, cái chậu này là 2,5 triệu nè cả nhà. Chậu này siêu to luôn. Mà cái chậu ở dưới nó là chậu phi 18 thôi. Ở dưới đây là chậu phi 18 thôi mà nó tràn chậu rồi nè cả nhà. Nó rất là nhiều thân rồi, chi chít thân luôn mọi người thấy không? Về nhà ra bên cái chậu tác phẩm cho nó nhảy thêm con. Đó, nó đang nhảy con rất là nhiều. Nhìn cái bộ rễ là thấy biết lâu năm cỡ nào rồi. Bộ rễ nè mọi người. Đó, bộ rễ nè. Nhìn là biết thấy lâu năm cỡ nào rồi ha. Đang tràn chậu luôn rồi. Về nhà ra chậu tác phẩm để ngay cái sân giúp em. Để ngay cái sân giúp em, đang có lời thêm được một cái cây nè. Hổ mang chớp. Mặt hoa hổ mang chớp nha cả nhà. Đó, cái mặt hoa hàng hổ mang chớp mà mọi người nãy giờ mọi người chốt hàng 180 là cái mặt hoa này nha cô chú anh chị nhà mình. Hổ mang chớp nha cô chú anh chị nhà mình, hàng này chấp thuận. Hàng này chấp thuận và cực kỳ xuyên hoa. Mọi người có thể thấy là cái cọng này nè. Cái cọng vòi của nó mọi người thấy không? Vòi nè, nách lá lên vòi, nách lá lên vòi đã cắt nè, xuyên hoa lắm. Và cái dòng hổ mang chớp này tại sao cái giá nó lại rẻ như vậy? Bởi vì á là nó dễ đẻ con.
nó dễ đẻ con, và tách kỳ, cái tỷ lệ tách kỳ của nó đậu rất, nó đậu cao, cho nên là nhân giống lên được nhiều thì cái giá của nó rẻ thôi cả nhà. Đó, hàng nè, cứ mỗi nách lá lên mỗi vòi, mọi người nhìn thấy nhà em cắt vòi mà mọi người nhìn cái nhà em cắt vòi lên được nó không, cắt vòi hết mà nó xiên hoa lắm. Đó, chậu này nó cao chắc tầm khoảng 1,5 mét cả nhà. Chậu này nó cao tầm khoảng 1,5 mét là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu. Quay về vị trí cũ nha mọi người. Anh chút sen hả? Để em coi, để em đọc lại, em chưa chốt. Đang để cây hồng gấm đang hoa được không? Dạ được nha. Dạ được. Vừa không, mà cái này nó sắp tàn mất tiêu rồi. À không, để cái này nè. Để cái này nó chưa tàn nè. Mà anh chị chút sen ở đâu vậy? Em sợ là để ở trong đóng gói ở trong thùng là về nhà là nó tàn á. Đó, cái này là nó nở ra được, nó mới nở ra được hết nè. Rồi bên này có thêm một vòi nữa nè. Đó, ok thì chốt lên giúp em là ngọc điểm hồng gấm hoa. Một vòi hoa, một vòi nụ 200k luôn nha, 200k luôn, hoa rất là thơm. Hoa rất là thơm, cái chậu cây này của anh. Cây của anh có hoa chưa hả? Dạ cây của anh có cái cơ phân con, nó mới lên là nó chưa có hoa. Nha, thân con nó mới lên là nó chưa có hoa nha anh Trường Tuyền ơi. Dạ Bình Thuận ok không em hả? Bình Thuận đi được không ta? Lấy cái kia này. À lấy cái kia thì được. Để em tìm cây mới nở ra. Còn không thì em tìm cây vừa nở vừa nụ cho. Vừa nở vừa nụ mà dạng như nụ to một chút xíu á. Đó mình về là nó ổn hơn. Chứ mà ấy là em sợ là bỏ trong thùng là nó tàn, nó nóng với nó tàn. Hỏi của anh có chưa? Đây cây ca của anh nè. Cây ca của anh nè nha, nha anh nha. Đó cây này là cây ca của anh nè. Cái này nó lên một vòi hoa bên này. Và nó đang có dấu hiệu sưng vòi nụ và nó chuẩn bị cho hoa nữa nha anh Trường. Anh Trường Tuyền. Đó, 180 mà quá rẻ. Thiệt sự 180 mà cho hai thân. Em còn được 3 chậu cả nhà, mình hốt luôn cho em đi. Hộ mang chớp 180.000 một chậu nha. Hộ mang chớp 180.000 một chậu nha cô chú anh chị nhà mình. Đợi em chút xíu nha mọi người, em chỉnh cái cam cho nó thẳng lại cái. Dendro sau lưng hả cả nhà? Sau lưng, để em coi sau lưng em quá trời. Là bên cạnh cái cây đó hả? Còn chậu to không mà? Cao. Cao, em có chậu này cao nè. Em có chậu này cao nè. Nói chung là cái hàng hổ mang này á, mai mốt càng ngày nó sẽ càng cao hơn nữa nha cô chú anh chị nhà mình. Nó cao, nó phải cao 1m mấy, 2m. Nhà em có cái cây kia nó cao chắc cũng phải 2m rưỡi rồi đó. Nhà em có cái cây giống á, bự như này nè, cao phải 2m rưỡi rồi đó cô chú anh chị nhà mình. À chậu to treo hả? Chậu to treo đó là Mezzanine Blue á. Cái chậu đó là người ta hàng cũng hàng sưu tầm luôn á cả nhà, cái chậu này nè. Đó, là Mezzanine Blue tìm cho anh một chậu ngọc điểm hai nụ to. Ok anh Vĩnh. Ok anh Vĩnh nha, chậu bông trắng. Dạ không phải liễu, cái đó là Mezzanine Blue, chậu đó là 7 triệu. Chậu đó là 7 triệu á nha cả nhà ơi. Không phải ba liễu chị Thảo. Ba liễu nhà em hết sạch rồi. Cái chậu này cao nè anh Ninh ơi, chậu này cao nè. Nói chung là hàng này mai mốt nó càng lớn nó càng cao. Cái này cao phải tầm cỡ 60 cm. Cao 60 cm và đang có một mầm con đang lên nha. 180.000 một chậu. 180.000 một chậu, mai mốt còn cao nữa. Chốt cho anh nhé, anh Ninh cho em Vinh xin số điện thoại luôn nha. Cho em xin số điện thoại luôn, vậy là đang nợ của chị Chút Sen một chậu nè. Rồi nụ to. Nụ to cho anh, nụ to cho anh Vĩnh. Anh Vĩnh ơi, em đang có một cái chậu này. Bên này vòi nụ to và bên này vòi nụ nhỏ. Đó, vòi nụ to và vòi nụ nhỏ cho anh Vĩnh nha. Ok lại giúp em. Anh Ninh cho em Quyên xin số điện thoại luôn nha. Cái hàng này đưa lên mọi người, chốt liền. Chốt liền, hốt liền. Dạ em có thấy số điện thoại của anh rồi nè, em cảm ơn anh nhiều. Em chào tất cả cô chú anh chị nhà mình đang có mặt tại livestream của em nha. Rồi chậu này cho em đi cả nhà. Chậu này cho em đi. Loại cái này là anh Vĩnh, cái này là ngọc điểm hồng gấm đó. Ngọc điểm hồng gấm, anh Vĩnh kêu là lấy cho anh tìm chậu ngọc điểm. Tìm chậu ngọc điểm hai nụ to, hai nụ to luôn hả? Hai nụ to thì hơi khó. Nhưng mà một nụ to, một nụ nhỏ này nha. Bản lá cực kỳ đẹp. Bản lá okay. Lên cực kỳ đẹp luôn. Ok anh, em cảm ơn anh nhiều. Hôm nay em có cái hàng kinh hốc môn. Mà hàng này hàng tách chiết, hàng xưa. Hàng kinh hốc môn xưa, hàng tách chiết và giá rất là rẻ, chưa tới 100.000 một chậu.
Đó, mà ba chậu thì em bao ship luôn. Chơi dữ dằn không? Cho chị một ngọc điểm hồng gấm rồi nhé. Ok là chị. Ok chị luôn. Cái chậu này nó cũng hai vòi nhưng mà hai vòi nhỏ. Em đang nợ của chị chút xem một cái vòi nụ to nha. Em chốt cho chị Thanh Hằng cái vòi nụ nhỏ này. Trời ơi cái bảng lá nó quá đẹp. 200.000. 200.000 một chậu nha. Em chốt cho chị Thanh Hằng. Hôm em gửi hai cây benzo ha. À, bịch thuốc ạ, bịch thuốc đó là hỗ trợ toàn diện cho cây, cho rễ, cho thân, cho lá, cho vòi hoa, giúp kích thích đâm chồi, giúp kích thích ra vòi hoa hàng lạc. Đó là nói chung nó hỗ trợ toàn diện cho cây luôn. Và hiện tại nhà em đang sử dụng cái phân đó để xịt toàn bộ cho cái khu vườn nhà em. Và em thấy nó rất là hiệu quả. Thì em gửi tặng cho mọi người. Có chương trình thì em sẽ gửi tặng nữa. Bởi vì cái đợt đó em tặng em hết phân luôn rồi. Tặng hết phân ở trong nhà luôn rồi. Đang nhập về để tiếp tục chương trình tặng tiếp cho cô chú anh chị nhà mình. Chừng nào có chương trình đó sẽ báo với cả nhà mình nha. Đó, cứ có đơn hàng sẽ được tặng một cái gói phân như vậy. Và cái gói phân đó pha giúp em 2g cho 2g cho 1 lít nước. Trước khi tưới phân thì mọi người xả lại giúp em một lần, xả trước một lần nước sạch. Tầm khoảng 10 phút sau tưới phân lên để cho cái tế bào nó trên lá, trên thân nó giãn nở ra. Khi mọi người tưới phân lên là nó thẩm thấu được nhanh hơn. Và mọi người tầm khoảng 45 đến 1 tiếng sau, mọi người xả lại một lần nữa bằng nước sạch để cho cái phân ở trên lá nó rớt xuống dưới gốc, nó tụ lại dưới gốc. Chứ để phân lâu quá là bị cháy lá nha. Bị cháy lá dạ mặt nó mặt hoa sao vậy em? Dạ mặt hoa đây nha anh chị Nghĩa Nguyễn ơi. Đó, cái hàng đó nhà em đang sử dụng mà rất là tốt, cho nên là em đang chia sẻ cho cả nhà mình về mọi người, về mọi người xài thử. Mọi người xài thử cái hàng đó nha. Em nhập phân nữa, có phân về nữa thì em lại tiếp tục tặng cho cả nhà mình. Hôm bữa đợt trước em tặng đầu năm mà em tặng hết rồi. Đây là mặt hoa của ngọc điểm hồng gấm nha cả nhà, hoa siêu thơm. Hoa siêu thơm cho cô chú anh chị nhà mình. Nếu như mà mình nghe em nói không rõ ở trên live á thì cứ nhắn tin cho em đi, em tư vấn cho. Nhắn tin em tư vấn những cái liều lượng luôn. Lỡ mà có quên thì mở cái tin nhắn ra coi lại. Coi lại vẫn nhớ, vẫn pha lại tiếp y chang như vậy. Rồi cho em nha. Ngọc điểm hồng gấm, hàng 2 vòi cho cô chú anh chị nhà mình. 200.000 một chậu và 2 chậu em bao ship. Ngọc điểm hồng gấm này cho hoa quanh năm, chơi hoa không bao giờ biết mệt. Và cho em xin một nút like, một lượt theo dõi đi mọi người ơi. Đó, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bán hàng giá quá rẻ. Mới nhận cây về tưới được không? Tầm khoảng cắt nước cho em 2 đến 3 ngày rồi hẳn tưới nha. Chứ mà cái cây đó, nó đang ở trong thùng. Nó đang ở trong thùng, nó đang bị nóng quá mà về tưới liền nó bị sốc nhiệt. Nha, nó bị sốc nhiệt nha cô chú anh chị nhà mình. Đang riêng em còn hàng cao. Hàng cao, cây thân cao tầm cỡ khoảng là 60 cm. Dạ đúng rồi, em có một mặt màu thôi anh chị Nghĩa Nguyễn ơi. Damri là một dòng cánh sát và hoa siêu thơm cho cả nhà mình nha mọi người. Và hàng này đứng ngọn chuẩn bị, nó đang cho mọi người cái vòi nụ luôn rồi nha. Đang có một cái vòi nụ luôn rồi, gộp đơn cho anh nhé. Ok anh. Anh gộp đơn cây gì vậy? À cây ngọc điểm hồi nãy hả? Ok anh Vĩnh nha. Rồi Damri cho em một cái thân lên như này cho cả nhà mình. Một cái cây lên như này. Nó đang có một cái mầm con đang lên ở dưới này nữa nè. Đó, tương lai nó sẽ đẻ thêm nhiều đứa con, nhiều đứa cháu ở dưới gốc. Và nó phát triển cùng với cái thân mẹ này nha cả nhà. 150.000 một chậu Damri. Và 2 chậu Damri em bao ship cho cô chú anh chị nhà mình nha. 2 chậu Damri em bao ship luôn. Và đây là mặt hoa của Damri. Một dòng cảnh sát hoa thơm. Hoa của nó sẽ phân bổ chi chít trên cái thân này luôn nha cô chú anh chị nhà mình. Cho em cho mọi người xem cái mật độ cho hoa của nó khi mà nó ra hoa đồng loạt nó sẽ như thế nào. Và cái dòng này nếu như nó ra hoa đồng loạt thì nó thơm phải biết luôn cả nhà. Nó thơm mà phải biết luôn á, chứ không phải là thơm mà không biết đâu. Cho mọi người xem Damri nha. Cái dòng này nó lên hoa dạng như là hoa chùm. Hoa chùm, hoa chùm, lưỡi bệt nha cô chú anh chị nhà mình. Dòng hoa cánh sát nó nhìn nó người ta thường ví von cái dòng này là giống như hoa nhựa cả nhà. Cái hoa của nó, cái cánh nó rất là dày. Đó, và nhìn nó giống như là hoa giả cô chú anh chị nhà mình. Mật độ cho hoa này mọi người thấy không? Nó sẽ cho hoa từ thân lên và dạng chùm như vậy. Nếu như cây càng cao thì cái khả năng cho hoa của nó càng nhiều nha cả nhà. Đó, khả năng cho hoa càng nhiều cho em. Damri, một dòng cánh sát hoa thơm. 150.000 một chậu và 2 chậu thì em bao ship. Lấy luôn cho em một cặp. Lấy luôn cho em một cặp. Anh lấy hàng gì ta? Chớp màu tím là chớp gì hả? Chớp màu tím. Dạ đây, em đang có mini da chớp VIP. Nói anh Trường Tiền có hàng đỏ xưa đó.
À, anh Trường Tuyền em có vàng đỏ xưa nè. Anh Trường Tuyền hỏi dòng gì có không em? Chớp vàng đỏ vừa tiền. À, chớp vàng đỏ vừa tiền á hả? Em có vàng đỏ xưa 900. Em cũng cam kết bảo hành hoa trọn đời luôn. Chậu hoa vàng sau lưng em là gì vậy? Dạ, chậu hoa vàng sau lưng em là rồng xanh lưỡi đỏ đục biến lá biên nha anh Hoàng Vũ ơi. Đợi em cầm lên cho anh xem nè. Em bưng lên chậu đó cho anh xem nha. Chậu chớp màu tím là mini da da chớp VIP. Nhiều lắm, nhiều lắm, đợi em chút. Mọi người chốt chốt Damri lên, Damri em lên nhanh nha cả nhà ơi. Mọi người mà có muốn em cho mọi người xem lại thì mọi người cứ để lại comment theo thứ tự là em cho mọi người xem lại hết à. Yên tâm, em dễ chịu lắm. Hả, cứ em chỉ sợ mọi người không có comment thôi. Chứ comment lên là em trả lời hết rồi. Dạ, Damri là 150.000 một chậu Damri. Chậu Phi 21 và hàng thuần vỏ thông. Nha, Phi 21 thuần vỏ thông cho em. Và khi mọi người hốt luôn cho em hai chậu. Hốt luôn hai chậu thì em bao ship. Cái dòng này nó càng cao thì nó sẽ càng cho hoa nhiều nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, dạ thiết kế là em mới ghép vô chậu à. Damri thiết kế em mới ghép vô chậu để cho mọi người xem mặt hoa á. Chứ bán về sợ là nó à. Có Damri hàng lục giác. Damri hàng lục giác ấm chậu rồi nha. Đợi em sắp vô em bán cho mọi người hàng thiết kế. Có mấy chậu thiết kế lục giác á. Đợi em chút xíu, có. Em giờ em mới chụp nhớ. Còn cái chậu này thì em mới ghép thôi nha. Có một cái chậu mà treo ngay cái đường ngang luôn. Cái này là vàng đỏ xưa nè anh Trường Tuyền. Vàng đỏ xưa cánh tròn nha. Vàng đỏ xưa cánh tròn cho em lá sọc nè. Lá đi sọc giúp em. Vàng đỏ xưa cánh tròn chậu này 900. Vàng đỏ xưa ở trên thị trường người ta bán từng cm đó cả nhà. 1cm là 300-350. Đó, và hàng này em lên nè. Nguyên một cái gia đình luôn. Gia đình vàng đỏ xưa cho em luôn nha. Đó, cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời. Và đây là mặt hoa của em nó. Vàng đỏ xưa này chấp thuận nha cô chú anh chị cho mình. Vàng đỏ xưa chấp thuận. Mọi người cứ comment hỏi đi em trả lời hết cho. Vàng đỏ xưa chấp thuận. Rồi em chút xíu em lấy cái tấm hình. Đây. Đây nha cả nhà, đây là vàng mặt hoa của vàng đỏ xưa cánh tròn. Cánh tròn á, thường cánh tròn nó hiếm hơn cho nên giá trị của nó cao hơn cái hàng cánh dài nha cả nhà. Và cái dòng cánh tròn này trên thị trường mọi người đi tìm á, đi tìm cũng khó có lắm cả nhà ơi. Cánh tròn, cái bông nó tròn nè và nó chớp vô sâu luôn nha. Chớp cực kỳ sâu luôn. Dòng này là vàng đỏ xưa. Em cam kết bảo hành hoa trọn đời. Chậu này là 900k. Chậu này là 900k nha anh Trường Tuyền ơi. Đó, 900k. Cái này nó đi sọc lá. Lavender bán hết rồi. Lavender chớp chớp là lavender em bán luôn rồi. Em bán hết luôn rồi anh ơi. Dạ, nắng nhật lai hả? Nắng nhật em có nắng nhật mini. Nhưng mà hàng đó em vô chậu nó chưa cắm chậu cho nên em chưa có bán anh Thành Lê. Ít nữa bữa nữa em mới bán để cho nó ấm chậu chút xíu rồi nó ra rễ chút xíu nha, nó ngon lành rồi em bán cho mọi người về chơi cho nó thích. 280.000 một chậu Damri lục giác như này cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Hàng thiết kế 280k chậu lục giác và đã thuần luôn rồi cho em nha mọi người ơi. Và đang có nụ nè, mọi người thấy không, trên cái thân của nó cả nhà. Này, nó đang sưng nụ nè. Cái chùm nụ này cho em, một chùm nụ chưa? Rồi, dưới cái thân nó sưng vòi lên nè cả nhà. Đó, nó sưng vòi lên. Bên này nó tiếp tục sưng vòi, tiếp tục cho mọi người. Là cái mật độ cho hoa của nó là cái thân càng cao là nó sẽ càng cho nhiều hoa nha cô chú anh chị nhà mình. Dạ, chớp em vừa mới đưa xuống là vàng đỏ xưa á. Còn sổ hẳn cái gì còn? Còn hổ mang. À, còn hổ mang chớp không á hả? Anh Sáu Huỳnh. Anh Sáu Huỳnh, mạng không xem được luôn hả? Sao kỳ cục vậy ta? Cái chậu chớp mà 900 vừa nãy em vừa mới để xuống là vàng đỏ xưa đó anh Thịnh Nguyễn. Rồi, chậu Damri này đang lên đẻ thêm con nè. Chậu Damri này đang để thêm con nha cô chú anh chị nhà mình ơi. 280.000 chậu này. 280.000 chậu số 1 đang có 4 chùm nụ. Đang có 4 chùm nụ cho cả nhà mình nha. Và 4 chùm nụ cho em Damri. Một dòng cảnh sáp hoa thơm. 280 chốt đơn luôn giúp em, cây rất là to nha cả nhà.
Hàng Damri mà cây to lên như này là nó lâu lắm, nó lâu năm lắm, cũng phải 2 năm mấy. Đó, chậu này. Chậu này cũng 280 luôn, cao lắm, cao ngất ngưỡng luôn cả nhà ơi. Siêu cao. Số 2 280 nha. Số 2 280 cho em. Dạ hàng này em không có bao ship. Dạ vàng đỏ xưa em, cái chậu em vừa mới đưa lên là 900k một chậu á cả nhà. Mặt hoa là cái chậu mặt hoa em cho mọi người xem á. Dạ hàng hàng Damri mà chậu thiết kế là em không có bao ship nha cả nhà ơi. Đó, còn không mọi người lấy hai cái chậu cao về mọi người ghép vô. Ghép vô thành chậu tác phẩm luôn. Anh Đức Minh chốt chậu số 2. Em ok à, anh. Để em cho anh xem cây chớp tím nha. Cây chớp tím để em coi trong camera là nó cây nào. Cái này là mini Yaya chớp viết. Mini Yaya chớp viết nha. Cái mặt hoa nó siêu xịn luôn á. Chậu mini Yaya chớp viết. Để em hỏi giá cái đã mọi người. Để em hỏi giá cái mini Yaya chớp viết nha. Còn hỏi thử có tắt không. Đó. Mini Yaya chớp viết mặt hoa chớp siêu xịn. Mặt hoa chớp siêu xịn nha mọi người ơi. Chậu này để em hỏi giá cái rồi em mới báo cho mọi người. Hoa chớp vip siêu đẹp. Đó, hoa chớp vip siêu đẹp, để em lật cái cam sau cho mọi người xem. Em lật cái cam sau cho cô chú anh chị dòng mình xem mini da da nha. Mặt khoa mini Yaya chớp VIP này cả nhà. Mặt khoa siêu VIP. Mini Yaya chớp VIP này nguyên chậu là 2 triệu rưỡi nha cô chú anh chị dòng mình. Chớp siêu VIP nha cả nhà. Mặt khoa chớp sâu luôn nè. Đó, nó đi chớp mà nó đi chớp sâu luôn cho cô chú anh chị dòng mình. Quá đẹp. Bông nào cũng như bông nào hết nha. Và cái dòng mini Yaya này là nó xiên hoa rồi, không cần phải nói. Damri á hả? Rồi nhà em hả, nhà em nó ra hoa liên tục luôn. Vậy là chị kiểm tra lại nè, cái dinh dưỡng chị bổ sung cho cái dòng này, chị cái dinh dưỡng chị đang xài á cho cái tất cả những cây lan nhà chị là dòng gì, nó có hỗ trợ trợ kali hay không, hoặc là như thế nào. Rồi cái thứ hai là nắng, có nắng có gió hoa mới nở nha, không có nắng không có gió là kiếm hoa là không có đâu á, là mua đi ra ngoài mua hoa nhựa gắn vô thiệt. Hoặc là cái này tôi ít nước thôi, Damri, ít nước thôi nha chị. Hàng hôn tím. Dạ chết sao băng em còn. À ngồng hả? Ngồng để em coi còn ngồng không chứ. Sợ hết ngồng. Rồi chậu mini Yaya chớp VIP này cho em 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi chậu mini Yaya chớp VIP này nha cô chú anh chị nhà mình. Để em hỏi tụi có tách không. Cái này hả, nếu mà tách thì tách cái khóm bên này. Tách cái khóm bên này. Không, tách được cái khóm bên này thôi. Nè, khóm bên này mới tách được không? Mày không biết có tách không? Mà để em hỏi thử. Để em hỏi thử nha anh Linh Nhật Nguyễn. À, chụp dặn cái chậu kia. Nói anh lên một mầm. Cái cây của anh lên được một mầm mới rồi đó anh Linh Nhật Nguyễn. Còn cái này là chớp chớp bin bon. Chớp bin bon này. Chớp bin bon này là 1 triệu. Chớp minh bon này là 1 triệu nha cả nhà. Cho chị Bích Ngọc một Damri. Một Damri hàng siêu cao, siêu to khổng lồ cho chị Bích Ngọc luôn. Em chốt cho chị 150. Em cảm ơn chị nhiều. Cho chị Bích Ngọc một Damri. Rồi cả nhà mình chốt đơn nhanh nha. Nhanh tay nha mọi người. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì cũng còn luôn. Nhưng mà không còn hàng xuất sắc thôi. Đó, không còn hàng xuất sắc như đợt đầu nữa cả nhà. Cái này là cho em là chớp minh bon. Minh là hồng á cả nhà ơi. Minh là hồng á mọi người. Đó đây, mặt hoa quá xuất sắc. Quá đẹp luôn á mọi người. Dạ chết sao băng chậu lớn á hả? Chết sao băng chậu lớn thì em không có. Em có chậu nhỏ đúng không? Chậu lớn hồi chiều em bán rồi. Để mai em kiếm thử còn ngoài vườn còn sót chậu lớn nào không nha anh Trường Tuyền. Rồi chậu này cho em bin bon 1 triệu. 1 triệu mà tính ra là được 2 gốc luôn á mọi người. Là một gốc bên này là 500. Mà một gốc bên này cũng là 500 này cô chú anh chị nhà mình. Đó, một mỗi gốc là 500. Chốt đơn lên comment bin bon quá đẹp. Quá đẹp. Rồi lên cho mọi người tiếp tục, lên cho cả nhà mình tiếp tục. À em đang có cái chậu hổ mang thì em còn cái hàng này. Hồi nãy anh chị nhà mình hỏi em hổ mang chớp á. Anh gì ta?
Em còn cái hũ mang chớp này nè, hũ mang chớp này là 180 ngàn một chậu nha, 180 ngàn một chậu cho em xin một bông hoa nha. Giờ lấy lên lấy xuống quay cho mọi người rồi, được cực quá. Đây là hoa của hũ mang chớp nha cô chú anh chị nhà mình, 180 ngàn một chậu hũ mang chớp. Chị nhận hàng rồi, vẫn ok cách đóng hàng nhà em và em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ chớp, đây mặt hoa của chớp, kinh hũ mang chớp nha cả nhà. Kinh hũ mang chớp 180 ngàn một chậu, em có vài chậu thôi, còn được có 2 chậu thôi hả ta? Còn được có 2 chậu 180 thôi mọi người. Còn ngoài ra em có hàng bự, em có hàng bự cho cả nhà. Cái kỳ này, cái kỳ này nó đang lên một mầm một con luôn nè, nó đang lên 2 mầm con luôn. Một mầm đang có bầu, 10 ngày nữa đẻ. Một mầm là đẻ rồi, tầm khoảng được mầm này đẻ được chắc nửa tháng. Đây là mặt hoa của kinh hũ mang chớp nha, nhà em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời cho mọi người luôn. Cái chậu này nó đang có 2 đứa con nè. Chậu này tương lai nửa tháng nữa là mua 180 mà lời được thêm 2 thân nữa. Đây. Cái kỳ này đang lên một mầm này cả nhà mình thấy không? Đó, bên này đang đẻ là một đứa con này. Rồi, quay qua bên này, nó đang u ra này. Nó đang u ra này cô chú anh chị nhà mình. Đó, ngay cái tay của em nè, đang u ra bên này. Là cái chậu này mọi người mua về lời nha. Mua về lời nha cô chú anh chị nhà mình, 180 ngàn. Kinh hộ mang chớp. Kinh hộ mang chớp 180 ngàn, chốt lên comment giúp em. Dendro. Dạ đúng rồi, thường á mà thời tiết lạnh á thì nó xin ra hoa hơn những cái khu vực mà thời tiết nóng cả nhà. Giống như là ở trên em á, ba mẹ em cũng không có tưới phân gì hết luôn. Mà nó vẫn cho hoa quanh năm. Dạ hộ mang đây còn không em? À hộ mang phi 12 em còn. Phi 12 hôm nay còn chương trình bao ship nha. Nó hôm nay 5 cây phi 12 em còn chương trình bao ship cho mọi người nốt ngày hôm nay là cuối tuần đó cả nhà. Cuối tuần mới có cái chương trình này cho cô chú anh chị nhà mình. À cây này thì em không bao ship, em bán giá rẻ rồi. Cho nên em không bao ship được nữa. Anh Ninh Phạm ơi, anh Ninh hồi nãy anh Ninh lấy cây gì ta? Anh Ninh lấy chậu hồi nãy anh lấy một chậu hổ mang chớp rồi đúng không? Cái này nè, cái cây này nó đang lên một mầm nữa. Cây này mọi người mua về lời á. Nó đang đẻ con rồi, 180 ngàn. Còn cái cây này thì nó đẹp hơn chút xíu. Cây này nó đẹp hơn chút xíu cho nên thôi để cho mọi người cây này nó rẻ nhất nha. Còn có hai cây, một cây đang có hai đứa con. Đó, và một cây này nó đẹp hơn cho nên bán rẻ. Bán rẻ cây này 150. Cây này 150 nha, và cây này 180 nha cô chú anh chị và mình. Đó, đẹp hơn mấy cái cây nãy giờ em đang bán thì cây này 150. Mọi người chốt hổ mang 150. Lên giúp em hổ mang 150. Chốt hổ mang 180. Lên giúp em hổ mang chớp 180. Ok nha. Hàng này hàng tách chiết nhà em nhân giống lên được. Cho nên nhà em chia sẻ cho mọi người giá rẻ. Chứ thiệt sự ở trên thị trường mà người ta không có cái hàng này để chia. Người ta có hàng này chia sẻ cho mọi người một thân cũng 100 ngàn. Mà hai thân như này là phải 200 chưa? Mà người ta tính mầm, tính cm nữa chứ không phải là tính mà thân không không đâu cô chú anh chị nhà mình ơi. Đó, anh chốt, à anh chốt đam ri số 2 mà không thấy em nói gì thế. À em chốt cho anh rồi á anh Minh. Quên. Em chốt cho anh rồi á, cái chậu đam ri số 2 em chốt cho anh rồi nha. Em bấm tên anh vô rồi á, hồi nãy cả nhà mình hỏi em cái vàng đỏ xưa nè, cái chậu vàng đỏ xưa này là 900k này cả nhà. Chậu vàng đỏ xưa này là 900k nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Đó, chốt lên comment giúp em. Vàng đỏ xưa chấp thuận cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời. Và vàng đỏ xưa này là vàng đỏ xưa cánh tròn. Đó, vàng đỏ xưa cánh tròn nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Vàng đỏ xưa 900k thôi. Ở trên thị trường mà cái chậu này phải mua phải triệu mấy. Triệu mấy 2 triệu. Bởi vì người ta tính cm mà này đang có 3 thân. Đang có 3 thân lên cho cô chú anh chị nhà mình. Em để cho mọi người 900. Hai gì màu cam vậy? Dạ cái đó là Damery á cả nhà ơi. Chậu đó Damery á chị Vi. Damery em đang có chậu thiết kế vô trong chậu lục giác là 280 ngàn nè. Nè chị Vi, đang có 4 vòi nụ luôn. Đó, đang có 4 vòi nụ luôn. Chốt hộ mang chớp 180 cho anh Sáu Huỳnh. Anh Sáu Huỳnh cho em Quyên xin số điện thoại luôn nha. Đây là mặt hoa của Damery, một dòng cảnh sát hoa thơm. Chậu lục giác thiết kế là 280 ngàn. Và chậu phi 21 phần vỏ thông là 150 ngàn. Và hai chậu em bao ship. Đó. Hả? Ừ.
Và hai chậu em bao ship nha anh Sáu, hình cho em Quyên xin số điện thoại luôn nè. Cái Damri này là 150. Cái này cho em là 150.000 nha cả nhà. Đó, chậu nhỏ đây là 150. Anh Đinh Nhật Nguyễn ơi, cái da da có tắt nha. Cái mini da da có tắt cho em. Rồi, cái chậu cao này là 150 nè. Damri. À dạ. Rồi, còn cái chậu thiết kế này là 280 nha cả nhà. Đó, chậu thiết kế này là 280. Rồi đây nha. Đây nha mọi người. Đó là cái hàng mini da da này nè, là hàng nhà em sổ ra, cho nên là chỉ có một cây duy nhất và một cây chớp duy nhất rồi, nói chung là chớp VIP duy nhất này, mọi người nhìn thấy mặt bông là thấy VIP rồi. Duy nhất trên thị trường không có cái mặt bông thứ hai. Không có cái mà không có mặt bông mà nó giống cây thứ hai mà giống mặt bông như này đâu nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, và một thân một mầm em tắt. Một thân một mầm, đây một thân nè và một mầm con nè. Cái này là 700 nha anh Đinh Nhật Nguyễn. Anh Đinh Nhật Nguyễn là hốt liền đó. Đó, anh Đinh Nhật Nguyễn một thân nè, một mầm. Một thân một mầm này nha, tắt ra vô chậu luôn cho anh. Đó là 700. Vậy ok, à dạ ok anh Minh. Là anh Minh giúp chậu Damri số 2 á. Đó, một thân một mầm đang có hoa luôn nha. Anh Đinh Nhật Nguyễn còn ở trong live không? Đó, một thân nè, cái thân này nha, cái thân này. Với lại là một mầm. Đó, một thân một mầm này là 700k, là cái khóm bên này, một thân này với một mầm này là 700 nha. Nha anh Đinh Nhật Nguyễn. Nếu mà anh tắt thì em anh cứ tắt em, bên em tắt ra xong rồi vô chậu cho anh luôn, lấy chung được với cái hàng vàng đỏ của anh luôn. Mà da da này thì nó nhanh ra rễ, nó nhanh đẻ con hơn cái hàng kia. Đó. Ý là chưa đi, em kêu là để gửi lại. Một hộ mang này. Một hộ, anh lấy một hộ mang chớp 1.8 đúng không? Anh lấy một hộ mang chớp 1.8 nhưng mà nãy giờ anh chưa có cho em số điện thoại, cho nên là em chưa có chốt được cho anh nè. Đó, cho nên là anh cho em Quyên số, xin số điện thoại để em chốt cho anh chậu này, để em bấm tên vô cho anh luôn nha. Chứ mà không có số điện thoại thì em không có chốt được. Hello anh xin đi Trần. Lên cho cô chú anh chị nhà mình cái hàng chậu kinh hốc kinh hốc hôm xưa. Lên cho mọi người. Dạ ok, em thấy số điện thoại của anh rồi nè. Em cảm ơn anh Sáu Huỳnh rất là nhiều. Lên cho cả nhà mình kinh hóc môn. À từ từ, chạy dậy đi lấy hoa. Hello anh Nguyễn Đức Thịnh. Hoa ở trên hình như trên vàng này cũng có. Hoa của kinh hóc môn. À có hoa hả? Em đang có cái hàng này cũng là chớp mà giá bình dân cho cô chú anh chị nhà mình luôn. Đây là cái kỳ 4N chớp thuận. Đây là mặt hoa của 4N chớp thuận nha cô chú anh chị nhà mình. Mặt hoa của 4N chớp thuận nè. Cái kỳ đang hoa này cho em á là 200k. Đó, còn cái kỳ mà không có hoa là 100k. Bởi vì sao mà nó ngang thêm một hộ mang này à. Thêm một hộ mang này 50.000 đúng không anh? Cái cây, đợi em chút xíu em lấy cái cây đó vô em cho anh xem. Anh ok thì em chốt cho anh nha anh Sáu Huỳnh ơi, em cảm ơn anh nhiều. Rồi em chốt. Rồi cái, bởi vì cái cây này vì sao em bán có 100.000 thôi, bởi vì là nó bị chém hai nhát, là nó bị cắt hai lần đó mọi người. Bên này nó bị một một vết cắt nè, và bên này một vết cắt nữa, gọi là chém hai nhát nha cả nhà. Cái cây này là 100 cái cây này là 100.000. Đó, còn cái kỳ này là 200, cái kỳ đang có hoa là 200 và nó chỉ bị chém một nhát thôi. Nó bị thương có một nhát thôi nha mọi người, cho nên là 200. Còn cái kỳ mà bị thương hai nhát này là 100k nha cả nhà. Đó, mọi người chốt dòng nào lên giúp em. Rồi, kinh hổ mang 50.000. Kinh hổ mang 50.000 đang có vòi nụ luôn nè. Kinh hổ mang này là kinh hổ mang không chớp. Không chớp hàng giống nha. Anh Sáu Huỳnh ok thì comment giúp em chữ ok chốt 50. Nha, ok thì ok chốt 50 giúp em lên chốt luôn cho anh nè, gộp đơn luôn cho anh nha. Rồi, lên kinh hóc môn bà hàng rẻ ba cháy luôn. Rẻ ba cháy luôn cũng được bao ship luôn nha mọi người.
Và hàng kinh hóc môn này là hàng nhà em nhân giống được, nhân cây, tách cây nhân giống lên được, cho nên em bán giá rẻ. Chứ không có ở đâu bán cái kinh hóc môn xưa mà giá này đâu. Nha yeah, mọi người. Đây, đây là mặt hoa của kinh hóc môn xưa nha cả nhà. Đây là mặt hoa của kinh hóc môn xưa, cái lưỡi nó trắng nè. Ủa con à. Ủa, alo. Kinh hóc môn xưa nha cô chú anh chị, nhà mình chậu gì dưới đất vậy hả? Dạ đợi em chút xíu coi thử chậu gì dưới đất mà ở trong live mọi người thấy nha. Đây cho cô chú anh chị nhà mình chậu kinh hóc môn. Kinh hóc môn là cái lưỡi nó trắng nha cả nhà. À, cái lưỡi nó trắng bóc lên như này nè cô chú anh chị nhà mình ơi. Về mặt hoa nó đi viền, nó đi viền trắng à, nó đang đi viền trắng cho cô chú anh chị nhà mình chốt lên comment giúp em. Đang đi viền trắng lên như này. Cho mọi người một chậu kinh hóc môn. Cái này em cho mọi người xem hoa. Một chậu kinh hóc môn. Dạ cây lớn hơn là 100 ngàn nha xấu hình ơi. Kinh hóc môn bao nhiêu ta? 80. Mấy cây? Kinh hóc môn xưa. Và hàng này là hàng em tách chiết. Và siêu siêu rẻ nha, 80 ngàn. 80 ngàn một chậu thôi, phi 21 tuần thang. Và mọi người, cái này á, là nhà em cắt để nhân giống lên. Đó, nhân giống càng nhiều lên để chia sẻ cho cô chú anh chị nhà mình. Là những cái cây là những cây em cắt ra này cả nhà. Đó, những cây em cắt ra để nhân giống lên. Và cũng nó cũng đang lên mầm con. Cứ một chậu như này để cho mọi người 80 ngàn một chậu. Nó là một trong những dòng rất là cao, siêu siêu cao. Cao 1,5m, 2m đều vô tư nha. Cao 1,5m, 2m đều vô tư. Và một chậu lên như này cho cô chú anh chị nhà mình. Một chậu lên như này cho cả nhà mình chỉ có giá là 80 ngàn một chậu, phi 21 tuần thang. Và hai chậu thì em bao ship. Áo lộn, ba chậu thì em bao ship. Nhầm, rút lại lời nói. Ba chậu thì em bao ship nha cô chú anh chị nhà mình. Em chào chị anh chị Hoàng Nụ. Đây nha cả nhà đó. Đây nha mọi người. Nó cao lên cỡ này nè. Và dòng này nó cũng cực kỳ xiên hoa luôn nha cả nhà ơi. 80 ngàn một chậu kinh hổ ma à, kinh hóc môn. Kinh hóc môn nha mọi người. Kinh hóc môn á à, là cái lưỡi của nó. Cái lưỡi, cái này là kinh hóc môn nha anh, chứ không phải kinh hổ mang đâu. Kinh hóc môn nó sẽ khác với kinh hổ mang nha cả nhà. Đây nè, hai cái mặt hoa em cho mọi người so sánh. Hai mặt hoa khác nhau nha cô chú anh chị nhà mình. Đây em cho mọi người xem. Đợi em chút nha. Đây là mặt hoa của cái cây kinh hóc môn mà em đang đưa lên cho mọi người. Em bán với giá 80 ngàn nè. Là cái lưỡi á, cái lưỡi của nó, cái lưỡi nhìn vào sâu trong cái họng là nó trắng này cả nhà mình thấy không. Và nó đang đi cánh là cánh, cánh đường viền, viền trắng cho em. Cái mặt hoa này là kinh hóc môn 80 ngàn một chậu. Còn đây là mặt hoa của kinh hổ mang nha. Đây là mặt hoa của kinh hổ mang, so sánh cho mọi người xem. Kinh hổ mang là cái bông ở dưới nha cả nhà. Đó là cái lưỡi nó tia 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 tia, màu nó đậm hơn. Và cái lưỡi là lưỡi tím chứ không phải là lưỡi trắng. Đó, lưỡi là lưỡi tím và màu nó đậm hơn, nghiêng vào màu thiên và màu màu tím hồng nhưng mà thiên tím. Còn kinh hóc môn lưỡi trắng, cái họng nó trắng. Đó, và cái nó nghiêng về thiên hồng nhiều hơn nha. Hai dòng này cái tên của nó là dòng kinh, là dòng vua đó cả nhà. Nhưng mà ở dưới là kinh hổ mang. Kinh hổ mang là vua vua rắn đó. Đó, vua rắn. Còn mà kinh hóc môn á, còn là em đang chia sẻ cho mọi người phi 21 hàng tách chiết là có 80 ngàn một chậu thôi. Cho nên em muốn so sánh cho mọi người xem từng cái mặt hoa nha. Hai chậu, một chậu kinh hóc môn cho anh Sáu Huỳnh luôn nè. Em chốt cho anh chậu này nó mới có mầm con nè. Đang có mầm con luôn, 80 ngàn một chậu kinh hóc môn. Ba chậu em bao ship nha cả nhà ơi. Chốt lên giúp em lấy ba chậu về ghép vô thành chậu tác phẩm lên chậu nha. Lấy ba chậu về ghép vô thành chậu tác phẩm lên chậu luôn giúp em đi cô chú anh chị nhà mình. Quá đẹp thiệt sự. Hàng này em bán giống như là vừa bán vừa tặng cho cô chú anh chị nhà mình vậy á. Anh Sáu Huỳnh ơi, em đang có một chậu kinh hóc môn kinh hổ mang. Anh Sáu Huỳnh, em đang có chậu kinh hổ mang này nè anh Sáu Huỳnh. Cái mặt hoa tím nha, mặt hoa tím đậm nha.
mà khoai tím đậm nha anh Sáu Huỳnh, là chiếc chậu này là 100.000. Hồi nãy giờ anh đang hỏi kinh hổ mang nè. Đó, kinh hổ mang. Cái chậu này cũng phi 21 luôn, là cũng một trong những dòng kinh. Dòng kinh nào thân cây của nó cũng cao hết đó cả nhà. Đó, thân cây cũng cao hết. Chậu này thì em để lại cho anh là 100k. Nó cũng rất là to luôn á, to và bự luôn. Mà em bán có 100.000 thôi. Đó, ok là anh lấy luôn chậu này luôn đúng không? Ok anh, chốt luôn. Vậy là anh có một kinh hóc môn, một kinh hổ mang xưa, và một kinh hổ mang và một kinh hổ mang chớp. Ok, lấy cho mình. Ok anh, cảm ơn anh nhiều. Đó rồi, mọi người chưa có kinh hóc môn lên kinh hóc môn nha. Để em lựa cho mọi người mấy cây nhìn nó được được chút. Bán có 80.000 một chậu à, mà ba chậu em bao ship nha. Ba chậu em bao ship cho cô chú anh chị nhà mình luôn. Tranh thủ hốt đi, tranh thủ hốt đi, bán quá rẻ. Mấy cái cây như này mà bán 80.000 là tính ra là cô chú anh chị nhà mình, bởi vì là nhà em không có giống, ôi lộn, bởi vì nhà em có giống á, cho nên ba chậu. Ok anh, vậy là của anh có ba chậu á. Cái này là do là nhà em có giống cho nên là nhân giống lên được. Chia sẻ cho mọi người là giờ giống như là lấy tiền chậu nè, tiền chăm sóc thôi, chứ tiền giống là cũng không có luôn. Kinh hóc môn này ở trên thị trường người ta bán giá cao lắm. Bán giá cao lắm á mọi người, 80.000 một chậu kinh hóc môn. Chiều cao của nó có những cây, nó cao nhất cho em 80cm. Trời ơi, cao 1m. Cái này nó cao 1m á, 5 gang tay của em là cho là 90cm đi cả nha. 80.000 một chậu kinh hóc môn nha mọi người. 80.000 một chậu kinh hóc môn, mọi người chưa có hàng này chốt đơn, cực kỳ xiên hoa cho em nha cả nhà. Dòng này cực kỳ xiên hoa cho cô chú anh chị và mình. Và nó cho chị Đoàn Thắm một chậu, chậu mà có hai thân con, hai thân tơ nhiều nè. Hai thân tơ nhiều này em để cho chị Thắm nha. Hai thân tơ này, hỏi thân tơ là tương lai nó lên nó đẻ nhiều thân con nha. Cho chị Thắm gộp đơn giúp em nha. Còn không, lấy luôn cho em ba chậu đi. Em lựa ba chậu đều nhau cho giờ chị ghép vô thành chậu tác phẩm nha. Chị ghép vô chậu tác phẩm về giờ chơi cho nó đẹp cả nhà. Kinh hóc môn, kinh hóc môn mà hàng này là hàng xưa nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Để em bữa nào em lên trên những cái hội nhóm á, em bữa em có lướt có thấy người ta bán giá cao lắm mà em không có chụp hình lại. Em chụp hình lại là em cho mọi người xem giống như nhà em bán rẻ như cho vậy. Giờ hôm nay mọi người mới biết tới nhà em, mới biết nhà em bán kinh hóc môn mà với giá trị 80.000 một chậu mà ba chậu được bao ship. Thì mọi người đi ra ngoài á, mọi người cứ so sánh giá đi. Đó là xong rồi mọi người quay lại nhà em, mọi người phải hỏi lại. Bởi vì sao? Nhà em bán quá rẻ. Nhà em đi đơn từ 150, cho nên cả nhà mình, đó, cả nhà mình cứ chốt đơn kèm với và gộp đơn giúp em đủ 150 là em đi đơn nha. Kinh hóc môn xưa nha mọi người. Mặt hoa của kinh hóc môn xưa này cả nhà, quá xuất sắc, rất là đẹp nha mọi người ơi. Đó, kinh hóc môn xưa, một chậu kinh hóc môn xưa để cho mọi người một có 80.000 thôi. 80.000 phi 21 thuần thang. Phi 21 thuần thang luôn cho em, chốt lên comment. Chốt lên comment giúp em nha cả nhà ơi, kinh hóc môn xưa. Đó, rồi qua dòng, em qua dòng luôn nha. Em qua dòng luôn cho cô chú anh chị nhà mình. Em đang có su xanh chớp. Su xanh chớp cho cả nhà mình nha, su xanh chớp. Một chậu là 450 nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Cứ một chậu như này là 450, su xanh chớp nhà em cũng cam kết bảo hành hoa trọn đời luôn. Em chốt cho chị Bích Ngọc một kinh hóc môn. Một kinh hóc môn này cho chị Bích Ngọc luôn nha. Đó có 80.000 à, gộp đơn luôn giúp em đi. Em bán cây mà giống như là bán cây phi 21 mà bán như cây giống nhỏ. Cây giống mà phi 12 mà chưa thuần đó cả nhà. Hàng này em thuần rồi. Su xanh chớp nha mọi người, nhà em cam kết bảo hành mặt hoa trọn đời. Đó, và chậu này là 450, lấy luôn hai chậu thì em bao ship. Lấy luôn hai chậu thì em bao ship cho cô chú anh chị nhà mình nha. Su xanh chớp nha mọi người ơi. Đây em cho mọi người xem mặt hoa su xanh chớp. Dạ lavender chớp nãy giờ em kêu là em lỡ bán rồi. Em lỡ bán hết rồi. Để em đi kiếm coi thử còn chậu nào á. Cái em lên về em chia sẻ cho anh Thịnh nha. Đây là mặt hoa của su xanh chớp nha cô chú anh chị nhà mình. Xuất sắc. Su xanh chớp. Một chậu su xanh chớp như này để cho mọi người có bao nhiêu ạ? À? Có
450 thôi. Đó, một mẹ hai con, cỡ nửa tháng nữa là lời. Mua một cây mà lời được mua một thân mà lời được tới ba thân. Đó, cỡ nửa tháng nữa là hai cái thân này nó trưởng thành lên rồi. 450 nha cả nhà. Chốt đơn lên comment giúp em 450 chậu này. Mặt hoa thực tế. Mặt hoa thực tế của em này nha cả nhà ơi. Mặt hoa thực tế của Su xanh chớp. Mọi người cần dòng gì nữa cứ để lại comment thêm lên cho cả nhà mình. Hello anh Bảo NV. Đây, đây là mặt hoa của Su xanh chớp nha. Mặt hoa thực tế nha mọi người. Ở mặt hoa thực tế của Su xanh chớp cho em. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình. Chậu này để cho mọi người một thân mẹ hai thân con. 450. 450 thôi. Đó, một cái cây nó lên như này mà bán có 450 cả nhà. Mà lời thêm được hai cái thân con nữa. Đó, lời thêm được hai thân con nữa cho em 450. Hello anh. Anh ăn Tết vui vẻ không? À, Tết anh phát tài chưa? Nó sổ hụt rồi. Em đang có cái chậu mắt rồng. Hỏi giá giùm em luôn. Mới thấy chữ mắt rồng viết nha. Chậu đang hoa sao rồi? Chậu đang hoa sao? Chậu đang hoa. Chậu đang hoa sau hả? Giờ mình đang hỏi chậu nào đang hoa sau vậy anh chị Dung Duyên Vũ ơi. Để em coi chậu này bao nhiêu. Nó không có giá nữa. Nó mờ rồi. Một triệu rưỡi. Cái này là mắt rồng. Mắt rồng Sonia chớp á mọi người ơi. 1,5 triệu chậu này. 1,5 triệu nha. Cho anh bao một kính hóc môn. Anh bao lấy luôn cho em ba chậu đó. Em bao ship luôn. Chị Đoàn Thắm lấy thêm chậu nữa. Ôi, cho chị một chậu nữa ghép cho đều. Ok chị. Vậy là lựa đều đều cây đều đều. Cái cây lúc nãy đó chị nè. Không hai cây nào đẹp á. Lựa chị một cặp luôn. Giờ chị ghép cho đẹp. Ba chậu kinh hóc môn thì em bao ship. Lỡ lấy hai rồi quất luôn ba đi em bao ship luôn. Còn cái này là mắt rồng. Mắt rồng chớp VIP nha cả nhà. Chậu này 1,5 triệu. Đó, hàng này là đi tìm mặt hoa này là không có rồi đó. Đi tìm mặt hoa này không có. Quá xuất sắc. Quá đẹp. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình. Chậu này để cho mọi người là 1,5 triệu. 1,5 triệu nha cả nhà ơi. Đó, cái này là mắt rồng. Mắt rồng chớp Sonia chớp á. Nó cũng thuộc dòng họ của chớp sao băng á mọi người. Đó, nhưng mà nó lên chớp đẹp. Dòng họ của chớp sao băng đồ này kia nè. Đó, tím cô dâu rồi đó. Dòng họ của nó xuất phát mà ra. Chậu mắt rồng VIP này 1,5 triệu. Cho mọi người xem mặt hoa quá xuất sắc. Đẹp lắm. Mặt hoa này mọi người. Đẹp quá ha. Từng cm luôn á mọi cả nhà. Đẹp mà không có tì vết luôn á mọi người. Trời ơi. Nó chớp mà nó ăn sâu luôn nè mọi người. Mọi người thấy không? Đỏ ánh kim hả? Dạ để con hỏi ông chủ con đã. Cho chị Đoàn Thắm thêm một chậu này nữa. Đó em chúc cho chị Đoàn Thắm thêm chậu này nữa về chị ghép luôn nha. Em cảm ơn chị. Kinh hóc môn 80.000 một chậu. Hai chậu là ba chậu là em bao ship. Cho anh bo một chậu. Em chốt cho anh bo một chậu kinh hóc môn. Đó, chốt cho anh bo hàng này em bán có 80.000 hàng tắc ti. Và cái chậu chớp vừa rồi là mắt rồng chớp. Mắt rồng chớp mà nó lên chớp VIP luôn á cô. Chậu đó là 1,5 triệu. Chậu đó là 1,5 triệu. Chậu này là 1,5 triệu nè cô. Chậu này là 1,5 triệu nha. Có đỏ ánh kim. Đỏ ánh kim. Dạ đầu tuần. Dạ đầu tuần con lên cái hàng đỏ cho cô nha. Rồi chậu này
Chậu này cho em là để cho cô chú anh chị nhà mình là 1,5 triệu nha. Cái mặt hoa em vừa cho quay cam sau cho mọi người xem á, mặt hoa quá trời là xuất sắc. Cái này là mắt rồng đó, mắt rồng chớp và bên soda. Bên soda em có phi phi 23 hàng hàng vòi nụ luôn cho cả nhà mình, 150.000 một chậu. Hai chậu em cũng bao ship luôn nha, hai chậu cũng bao ship cho cô chú anh chị nhà mình luôn. Em có một lô với đồng tiền, đồng tiền hồng, đồng tiền vàng ghép vô chậu, ấm chậu rồi cho cả nhà mình lên luôn, chút xíu nữa lên luôn cho mọi người nha. Đồng tiền thì cái vòi nó rất là dài cả nhà, vòi vòi siêu dài. Lên tiếp cho mọi người bên soda. Bên soda là 150.000 một chậu. Dạ ngọc điểm hồng gẫm có hàng nụ to. Dạ có hàng nụ to luôn nha anh chị Nguyễn Nguyễn ơi. Ngọc điểm hồng gấm em có nụ to luôn á. Rồi bên soda cho em phi 23 thuần thang. Chậu này để cho cô chú anh chị nhà mình với giá là 150.000 một chậu. Và hai chậu thì em bao ship cho cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Đó, mọi người chưa có hàng này mọi người chốt đơn. Ngày mai em sẽ like cho mọi người thêm một ca nữa vào sáng sớm nha cả nhà. Đó, vào sáng không cũng không sớm lắm, vào 9 giờ sáng mai nha, em like cho mọi người thêm một ca nữa ra vườn like. Đó, like còn gì hút hết hàng đó cho cả nhà, like mấy cái hàng lẻ tẻ. Rồi chậu này cho em có chậu lớn không em? Dạ có chậu lớn hàng thuần luôn nha anh Hoàng Vũ ơi. Dạ đúng rồi, được trồng vô chậu ấm chậu hết luôn rồi đó anh Nguyễn Nguyễn. Anh chị Nguyễn Nguyễn vô chậu ấm chậu hết luôn rồi nha. Là cái ngọc điểm hồng gập nó là 200.000 một chậu á. Đó, hàng đang có vòi nụ và vòi nụ lớn luôn. Đợi em chút xíu em lựa lên cho. Đó, đợi em chút xíu. Rồi cái hàng bên to có luôn. Bên to em có cái chậu này nè. Em có cái chậu này trị giá là 700. Trị giá 700k chậu này. Chậu này đang rất là nhiều vòi nụ. Đó, chị xem đồng tiền. Dạ ok chị Thắm. Ok chị Thắm nha. Chị tìm giùm em ơi, lấy giùm em một chậu ngọc điểm hồng gấm vòi nụ to. Chậu bên soda hàng thuần bỏ không nha cô chú anh chị nhà mình. Phi 32 và hàng này cho em là hàng trung gốc nha. Thân rất là mập nè mọi người. Thân siêu mập luôn cho cả nhà. Chậu này 700k nha. Đang có rất là nhiều vòi. 1, 2, 3, 4 5 vòi, 6 vòi nha cả nhà. Đó, cái này cho em là bên soda, chậu này 700k. Bên soda 700k cho cô chú anh chị và mình nha. Em chào chị Xuân Trinh nha. Xin chào chị Xuân Trinh, em là Hạ Quyên đây. Rồi, chậu này cho em 700k bên soda nha cô chú anh chị nhà mình. Bên soda xưa. Bên soda xưa một dòng đệ nhất hương thơm đang hoa đang vòi nha, đang hoa đang vòi cho cô chú anh chị nhà mình luôn, rất là mập. Mọi người phi 32 mà thuần cho em là thuần vỏ thông mà cái rễ nó ra như thế này nè. Cái rễ nó đang ăn ra như thế này luôn cho mọi người rồi, hốt luôn cho em nha. Đó, vòi này cả nhà, siêu to. Anh gì ta, anh Hoàng Vũ hốt luôn cho em chậu này đi, 700k chậu này. Chiều chị có chốt một mini. Dạ được. Không, để em quên. Giờ chị cứ chốt đi rồi ngày mai bên em sẽ báo cho chị, chứ giờ em không có sự quyết định được. Mấy cái mà ship với ship là em không có biết á. Em không có biết cho nên là em không có báo được cho chị á. Chứ mà em báo được là em trả lời cho chị luôn rồi. Đợi em chốt nha. Đợi em chốt để em hỏi. Còn không thì ngày mai bên em chốt đơn á. Bên em chốt đơn em sẽ báo cho chị. Cho em chậu này nha, chậu này ngọc điểm hồng gấm vòi nụ to nè, một vòi bên này to nha, vòi bên này một vòi to nè, và bên này có thêm một vòi to nữa cho cô, một vòi nữa cho cả nhà mình. Đó, chậu này là 200k nha, chốt đơn giúp em nha, ngọc điểm hồng gấm 200. Em lên đồng tiền cho mọi người cần dòng gì cứ để lại comment cho em nha cả nhà, cần dòng gì để lại comment cho em đi, em lên cho cả nhà mình. Hello anh Trung Lê Trần,
Anh Trung Trần Lê, chị lấy chị chậu đó. Ok chị luôn, để chị chậu này, để chị chậu này luôn nha. Đồng tiền hồng, đồng tiền hồng, cái này em ghép 3 chậu vô 1 luôn á cả nhà ơi. Mà nó ra rễ ngon lành rồi nè mọi người. Đó, hồi chiều đang bán cho cả nhà mình 150 thôi à, quá rẻ. Hàng này mà ở đâu ai bán cho mọi người 150 cả nhà. Rất là to nha mọi người ơi, siêu to luôn á. 150.000 một chậu. Đó, 150.000 một chậu. Đồng tiền hồng nha, vòi siêu dài. Để em lấy cái chậu hoa mẫu cho mọi người xem. À đây nè, chậu hoa mẫu đây cả nhà. Đồng tiền hồng vòi nó rất là dài nha cô chú anh chị nhà mình. Vòi nè, mọi người nhìn cái vòi đồng tiền hồng này cả nhà. Nhìn cái vòi là nhìn thấy có tiền tới rồi. Vòi càng dài thì hoa càng nhiều nha cả nhà. Đồng tiền hồng cho anh Lê Tiến Sĩ một đồng tiền hồng nè. Anh Lê Tiến Sĩ một đồng tiền hồng bán có 150, quá rẻ luôn á mọi người ơi. Đó đây nè, vòi rất là dài nha cô chú anh chị nhà mình. Đồng tiền hồng vòi có thể lên tới 1m đến 1m2 nha, 1m đến 1m2 cho cô chú anh chị nhà mình. Chứ mọi người chưa có dòng này nhanh tay sưu tầm giúp em. Chưa có dòng này nhanh tay sưu tầm giúp em nha cả nhà. Đồng tiền hồng, đồng tiền hồng nha mọi người ơi. Đồng tiền hồng, đồng tiền hồng, lên chốt đơn giúp em. Mắc khoai đồng tiền hồng, một chậu đồng tiền hồng 150. Một chậu đồng tiền hồng 150.000 thôi nha. Đó, chốt đơn lên comment giúp em anh Lê Tiến Sĩ. Chốt đơn lên comment giúp em mỗi nách lá lên mỗi vòi hoa cho cả nhà mình. Và cái chậu nó đã lùm lên như này tương lai nha. Nó cao lên nữa, nó càng cao thì cái vòi hoa của nó càng dài. Đó, nó càng cao vòi hoa của nó càng dài bên 700 để em hỏi đâu. Dạ không, không bao ship. Có màu hồng. Màu hồng lọt như kỳ trước không em? Màu hồng lọt. À cái đó hả? Để em coi, em tìm em có. Em có thì nó phải sổ ra hoa thì em mới biết được. Hình như cũng có. Cho chị Đoàn Thắm một đồng tiền hồng này. Đồng tiền hồng này nó ra rễ rồi, riết hết rồi. Cái chậu 700, bên 700 lúc nãy là báo lộn giá đó mọi người. Tìm cho anh hồng lợt hả? Hồng lợt để em coi thử, có thì em để dành cho anh, em để dành cho anh để anh làm giống. Chứ mà nó phải sổ ra hoa thì em mới biết được nó hồng lợt hay nó hồng đậm. Cho chị Đoàn Thắm chậu này luôn nha. Đó, đồng tiền hồng vô chậu phi 23 hết rồi. Đồng tiền hồng rất là rẻ mọi người, có 150 à. Mà hàng 150 thường thường mọi người mua hàng phi 18. Hàng phi 18 là một thân lên. Ở một thân lên là người ta đã bán cho mọi người 150 rồi. Cái này là vừa hồng vừa vàng nè. Cái này một bên đồng tiền hồng, một bên đồng tiền vàng. Comment giúp em là hồng vàng đi. Hồng vàng 150. Do là ghét vô mà nó bị lộ màu mọi người. Mấy cái hàng than này á cả nhà thì đi về á, khi vận chuyển về á thì nó hay bị rớt cái giá thể ra ngoài, bởi vì cái rổ của nó thưa á mọi người. Đó, nó hay bị rớt giá thể ra ngoài thì mọi người bỏ vô giúp em. Chứ cái giờ giá thể thì nó không có thể nào mà nó còn ở nguyên ở trong chậu được nha. Cho nên mình đi vận chuyển, mình mà nằm trong thùng mấy ngày trời mà sốc sổ vậy, mình cũng bị sức mẻ da thịt, thì cái chậu nó cũng vậy cả nhà. Giá thể nó cũng bị rớt ra ngoài thì mọi người thông cảm, bỏ vô giúp em cố định lại, rồi để một thời gian nó hoàn hồn lại, nó khỏe lại là nó tươi tắn, nó vẫn đẹp như thường nha cả nhà. Đó, chậu đồng một đồng tiền hồng đi. Cái này đổi chị hồng vàng hả? Ok chị Thắm, đổi cho chị Thắm chậu hồng vàng này đi. Đổi chị Thắm chậu hồng vàng này, một bên là hồng một bên là vàng. Cho anh Vĩnh một đồng hồng nè, một đồng tiền hồng nè, một đồng tiền hồng. Vậy là để chậu kia cho anh Vĩnh luôn. Có
có 150 rồi cả nhà ơi, có 150. Hello anh Vàng, hứa rồi nghe. Ok anh, em vẫn nhớ mà. Không. À, không. Cái này em để cho anh Vĩnh luôn nha. Em để cho anh Vĩnh chậu này luôn, hên quá xém xíu nữa tuột tay một phát là đi luôn rồi. Cho anh Vĩnh chậu này, em cảm ơn anh Vĩnh nhiều. Hello. À, gộp đơn cho anh nha. Ok anh. Cảm ơn anh nhiều. Đồng tiền hồng vòi nó dài lắm mọi người. Đó, vòi siêu dài có 150 à. Có 150 thôi. Dạ em, ý là em có quấn luôn rồi. Em quấn băng keo, nói chung là em quấn hết tất cả mọi thứ luôn. Cả nhà mình đã xem, nói chung là khi mọi người khui cái thùng hàng ra là nhà em quấn báo bọc nguyên cái chậu luôn rồi. Và cố định nó rất là ấy, biết là nó sẽ hạn chế văng thang ra ngoài. Nhưng mà khi mọi người gỡ cái băng keo ra, nó cũng sẽ bung. Không nhiều thì ít đó, bởi vì là những cái thang đó thì nó phải bung ra thôi, cho nên mọi người bỏ vô lại giúp em đó. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều, chứ không phải là do gì đâu. Không phải là do đóng hàng đồ này kia. Giờ cái thùng người ta ở trong đó, người ta không biết là cái dòng cái cây gì đó, người ta cứ quăng cứ dục cứ đồ này kia thoải mái rồi. Em đã nâng niu, cố gắng nâng niu hết rồi, hết sức có thể đó, cho nên là mọi người cũng thông cảm giúp em nha. Chậu này cho em đi, còn một chậu nè, đồng tiền hồng, rễ ra ngon lành. Rễ ra ngon lành rồi cô chú anh chị nhà mình. Chậu này để cho mọi người chỉ có 150 thôi nha. Có dendro hạnh phúc không? Dạ dendro hạnh phúc hả? Bây giờ nhà em giờ em có dendro, tất cả những dòng dendro nắng, nhưng mà nếu như mọi người về nhà mọi người chăm nó ra hoa thì nó thành dendro hạnh phúc thôi mọi người. Đúng không? Ra hoa thì mình nhìn vô nó mình thấy hạnh phúc liền. Sonia hồng đúng không anh Bảo An? Đó, giờ mình chăm một cái cây mà nó sống hay là nó lên một cái mầm mới, nó lên một cái vòi hoa mới là mọi người thấy hạnh phúc liền, thấy vui vẻ liền, đúng không cả nhà? Em chào chị Lý Lương nha. Rồi, chậu đồng tiền hồng này cho em 150 chốt đơn, 150 chốt đơn luôn giúp em nha. Đồng tiền hồng vòi siêu dài, đây là mặt hoa của đồng tiền hồng nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, cho em xin nhẹ một cái bông hoa. Bàn tay vàng đây mọi người, đây là mặt hoa của đồng tiền hồng nha. Nó phớt phớt nè, nó phớt phớt hồng và nó phớt phớt trắng cho cô chú anh chị nhà mình. Một cái vòi hoa của nó có thể xuất hiện cho cô chú anh chị nhà mình 30 đến 40 bông trên một vòi luôn, nó có thể lên được như vậy luôn. Dạ, cái chậu này là 150 nè anh Vàng. Anh Vàng hốt đi về nhà khỏi phải ghép, quá rẻ thiệt sự. Cái chậu này mà bán 150 là quá rẻ luôn á. Phi 23 thùng than mà rễ riết đồ ra như này rồi mà bán có 150 à. Giống như là vừa bán vừa tạm ghép giùm cả nhà mình vậy á. Bán hàng giống mà ghép giùm vậy á mọi người. Phân bón đồ bao lâu để nó lên được cái một cái chậu dài? Đây là mặt hoa đồng tiền hồng cho em, vòi nó siêu dài. Vòi siêu dài luôn nha cả nhà ơi, đồng tiền hồng. Một chậu đồng tiền hồng em đang chia sẻ phi 23 thùng than. Có 150 à. Đó, có 150 à, lên chốt đơn giúp em nha. Lên chốt đơn giúp em. Comment là sẽ có đơn. Phi 12 hả? Phi 12 hồi chiều nay. Để em nhớ. À anh Vàng, anh có cát chưa? Em có, đang có chậu cát này nè. Em đang có chậu cát này, đang có ngủ luôn nè. Có chậu rồi nha. Có chậu thôi. Chậu cát này có một chậu thôi. Cát Amaki. Đang có một chậu, đang có nụ luôn. Để hôm bữa bây giờ mình bán cái gì ta? Hello anh Hai Lúa. 50 rồi. 50. Đó, 50k chậu này. 50k chậu này nha cô chú anh chị nhà mình. 50k chậu này cho em nè. Đó, Amaki, hàng thùng than. Hàng thùng than luôn nha cả nhà. Các Amaki còn có một chậu mà nó đang có nụ á, 50.000 cả nhà mình chốt gộp đơn giúp em đủ 150 để em đi đơn nha. Anh không thích cát hả? Chị Yến Trần cho em Quyên xin số điện thoại luôn nha. Em chốt là chị chậu cát 50 và gộp đơn giúp em đủ 150 để em đi đơn luôn nha. Ben soda. Nếu mà chị Yến Trần không đủ đơn thì em để Amaki danh tiến sĩ để cuối like thì em mới trả lời được nha. Là cái chậu này em sẽ chốt cho ai, anh Hai Lúa cũng chốt luôn nha. Amaki đang nụ quá trời đẹp. Chết hồng cho em nha mọi người. Chết hồng mùi chiều nay em xuống em lựa được thêm vài chậu, nhưng mà vài
mấy cái chậu này á nó ít thân, nó ít thân cho nên em bán rẻ hơn nha. Nó ít thân cho nên em bán rẻ hơn nha cô chú anh chị nhà mình. Chết không? 100 ngàn. Nó ít thân cho nên em bán rẻ hơn nha cả nhà. Chết hồng 100k. 100k chết hồng. Đó, đây là mặt hoa chớp hồng cho em nha. Vòi rất là dài. Vòi rất là dài nha mọi người ơi. Và phong hoa rất là to. Chậu này cho em. Chậu này cho em giá là 100k. 100k nha cô chú anh chị nhà mình đó. Chớp hồng, chớp hồng. Trời ơi, vậy là phải rửa nha anh vàng. Vậy là phải rửa nha. Gộp Amaki cho anh chưa hả? Để nếu mà chị giới là chị Yến Trần comment trước đó, mà chị Yến Trần mà không chút xíu nữa cuối live mà không đủ đơn thì em mới gộp được cho anh. Còn ngày mai ra vườn em phát hiện ra chậu nào thì em gộp cho anh nha. Chớp hồng 100k chậu này. Chớp hồng cái này nó ít thân hơn cho nên em bán rẻ hơn nha. Ít thân hơn em bán rẻ hơn nha mọi người. Chớp hồng 100.000 thôi, hốt đi. Hàng chớp hồng này thiệt sự em bán rất là rẻ. Chị Đoàn Thẩm 100. Cho chị Đoàn Thẩm một chậu này. Mọi người chốt chớp hồng lên, chớp hồng cho em để cho chị đừng. Cái này mà dòng cái này mà cái hàng chớp hồng thì em không có bao ship. Nhưng mà á cái hàng chớp hồng nếu như mọi người tháo giá thể thì nó đỡ cái tiền ship hơn nha cả nhà. Đó, nó đỡ cái tiền ship hơn chứ mà gửi đi á là nó nặng. Một chậu 100k nha cô chú anh chị nhà mình, chớp hồng. Một chậu 100k phi 12 rồi. Trời, chậu chớp hồng này lên đẹp quá. Phi 12 em còn loại nào không hả? Đợi em đi. Đợi em đi, thường chưa tối tí nữa chút xíu nữa. Em gom em còn loại nào anh chưa chốt thì em lên. Chớp hồng 100k một chậu nha cô chú anh chị nhà mình, chốt lên comment giúp em nè. Đen rô nắng chớp hồng. Trời ghê chưa? Thôi em nói giỡn á nha anh vàng. Em nói giỡn á. Chớp hồng cho em, lên chốt nè. Lên chốt cho em 100.000. Cho chị chậu chớp hồng. Ok chị Ngọc Nguyễn. Em chốt cho chị Ngọc Nguyễn chậu chớp hồng luôn để chậu Vịnh. Anh Vịnh một chậu chớp hồng luôn. Đó. Hàng này đang vòi. Đang vòi cho cả nhà mình luôn nha. Đang vòi luôn. Cái gì vậy? Đang vòi luôn nha cô chú anh chị nhà mình. Chị Hòa Phạm một chậu chớp hồng nữa nè. Là 3 chậu. Là 3 chậu nha. Đó, chị Đoàn Thắm một chậu nè. Chị Lộc Anh Vĩnh một chậu nè. Cái này mọi người thao giá thể thì đi nó rẻ phí ship hơn mà nó đỡ tốn diện tích hơn. Rồi cho chị Hòa Phạm một chậu nữa là đủ 3 chậu. Đủ 3 chậu cho ba anh chị nhà mình nha. Đi ra nè. Hello anh Quang Huy. Anh Quang Huy ăn Tết kỹ quá chừng dạy hè. Giờ mới gặp luôn. Ăn Tết kỹ quá. Hôm nay vô à, binh cánh tròn. Anh về lộn anh Huy. Anh Huy ơi, anh Huy em có một cái chậu binh cánh tròn. Anh nhớ được năm ngoái em bán 1.000.000 xong rồi anh trả giá em không? Chậu chị đâu em? Chị Ngọc Nguyễn nữa, còn chị Ngọc Nguyễn chậu nữa. Em quên, đợi em lấy lên cho chị Ngọc Nguyễn. Sau tới lần chị lúc nào cũng quên hết, sorry chị yêu. Ăn hết bánh chân rồi mới vào xem em hả? Chị Hòa Phạm một chậu rồi. Chị Đoàn Thắm. Trời, cây trước đó là không phải. Cây trước đó là của ai á, không phải chị Đoàn Thắm đâu. Vậy hả? Đợi em chút xíu em đưa lên cho chị Ngọc Nguyễn cái cây của chị Ngọc Nguyễn nha. Rồi, cây này cho em. Để cây kia. Cây này nè anh Huy. Trời ơi, binh tròn được đầu được năm ngoái mà anh trả giá em không bán á. Bữa nay ông gia quên ông chủ em lì xì. Ông chủ em lì xì đầu năm. Nghe anh Huy vô cái liếu lưỡi luôn à. Lì xì đầu năm, chậu này còn có 800 à. Binh cánh tròn. Chậu này còn có 800 thôi, đợt trước như em nhớ em bán 1.000.000 á. Dạ binh tròn,
binh tròn nha, binh cánh tròn chớp cho mọi người xem mặt hoa nha. Đó, nghe lì xì đầu năm cái líu lưỡi quá, líu lưỡi quá, nói lộn ông giá luôn và ông chủ. Trả lời rồi. Binh cánh tròn nha, cho mọi người xem mặt hoa binh cánh tròn. Chậu này, chậu này 800 quá rẻ, ở ngoài thị trường người ta bán giá cao lắm. Hiện tại cho mọi người đang xem luôn, đang bán giá cao lắm. Binh cánh tròn nha. Binh tròn, binh tròn. Chậu này lì xì đầu năm cho cô chú anh chị nhà mình 800. Em có bánh chưng để ăn luôn. Chậu chị đây, chậu chị đây nha chị Ngọc Nguyễn. Đây là chậu của chị nha chị Ngọc Nguyễn rồi đó. Đó, chậu này nè, chậu này của chị. Này 100 ngàn thôi, bán rẻ luôn. Này là binh cánh tròn này anh Huy, bữa anh Huy em nhớ anh Huy cũng ưng lắm nè, anh Huy cũng thích lắm nè. Mà bữa đó như quyết tâm trả giá không bán cái gì đây nè. Giờ lì xì đầu năm 800, quá rẻ. Quá rẻ, quá rẻ. Binh cánh tròn đang có nhuộn nụ luôn nha. Đang có nụ luôn nha mọi người ơi. Đây mọi người, em cho mọi người xem. Con chào cô Vicky Vũ. Đang nhú vòi nụ nè mọi người. 800. 800 chậu này. Quá đẹp. Rất là nhiều thân ngang. Rất là nhiều thân luôn cô chú anh chị nhà mình. Dạ em còn có chậu cuối cùng mà chị Lý luôn. Trời ơi em nói giỡn đó anh Vàng. Em nói giỡn thôi. Chứ mà ủng hộ em dài dài là coi như là lì xì em rồi đó. Dạ không, nó không giống hồng sắc pháo đâu. Hồng sắc pháo đó nó đi lá biên đậm hơn. Đó, dạ không được. Cái hàng anh Tuyền, trời ơi, hàng đó anh hỏi anh Trần Quang Huy đi. Đợt năm ngoái em bán như 1,5 triệu á. Anh trả 1,3-1,4 triệu gì á mà em nhất quyết không bán. Xong rồi, hôm nay nghe ông chủ báo cái giá 800 hết hồn luôn. Là lì xì đầu năm cho mọi người. Nó không có giống hồng sắc pháo đâu cả nhà, hồng sắc pháo bông khác. Nó giống đồng tiền xưa á, nhưng mà cái này là cánh nó tròn. Đó, cái cánh tròn hơn nha, còn hồng sắc pháo là mặt bông này nè. Hồng sắc pháo là mặt bông nó tương tự như này nè cả nhà. Hồng sắc pháo nó tương tự như đỏ tím á. Đó, hồng sắc pháo tương tự như đỏ tím. Mọi người thấy khác mà. Đâu giống đâu. Tương tự như đỏ tím, khác nhau. Anh làm thiệt không hả? Em nói giỡn. Em nói giỡn, cứ ủng hộ em hoài hoài đi là em đã vui lắm rồi. Rồi lên tiếp cho bà con. Cho mọi người nha. Lên tiếp để em coi còn cái hàng gì lên tiếp cho cô chú anh chị nhà mình. Anh chốt. Anh chốt chậu này 800. Ok anh Trường Tuyền. Để cho anh chậu này 800. Thì hàng này ở trên thị trường á, cái mầm con nó nhỏ chút xíu này mọi người, là người ta là bán 450 rồi. Cái thân con, một thân mẹ một thân con, mà cái thân mẹ không có lá nha, thân con mà chút xíu vậy thôi nè, cỡ tầm khoảng một cái ngón tay cái của em thôi, người ta bán 450 đó. Mà nhà em bán chậu lên như này cho mọi người, rất là nhiều thân này, về nhà mà biết kích kỳ á, nhân kỳ làm giống lên đó, kích trực tiếp lên trên này luôn, chừng nào nó ra cái thân mới rồi cả nhà mình tách ra, mọi người ra chậu. Nó là mọi người nhân giống lên là kiếm tiền ở trong những cái kỳ này. Tiền là ở đây chứ ở đâu mọi người, đúng không cả nhà? Chậu đồng tiền hồng có size lớn không em? Dạ đồng tiền hồng em có size lớn luôn á chị Yến Trần. Đồng tiền hồng em có phi 32. Phi 32 nha chị Yến Trần. Đồng tiền hồng á. Không, đồng tiền hồng ở trên này mình còn hàng Trung Quốc đó. Lên tiếp cho mọi người nha. Ngọc trai đen hôm qua anh Vàng hốt rồi nè, nhưng mà giờ lên lại cho mọi người chốt. Dạ giá là hôm bữa em bán 350, hiện tại bây giờ thì thôi để cho mọi người lì xì đầu năm luôn. Chậu đó 300 luôn. Đợi em chút xíu em lấy cây vô cho mọi người xem nha. Chậu đó 300 luôn. Dạ đen lai cát còn, em còn đen lai cát nha. Còn chắc được cỡ được 3-4 chậu gì anh. Cỡ được 3-4 chậu gì thôi, đen lai cát mắc phục. Rồi ngọc trai đen cho em 50 ngàn. Đen lai cát em bán có 45 ngàn thôi. Anh vàng hốt luôn cho em đi, gộp đơn luôn đủ 30 triệu đi đơn. 10 ngày sau đủ 30 triệu đi đơn nha anh Vàng. Rồi chậu này cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Ngọc trai đen đang có vòi luôn cho cả nhà mình, 50 ngàn một chậu ngọc trai đen. Mọi người chưa có dòng này quất luôn cho em 3-5 chậu về, ghép vô thành chậu tác phẩm mọi người chơi nha. Đen lai cát đây nè, đen lai cát có 45 ngàn thôi nè anh Vàng ơi.
hai đơn được bao ship không em ạ? Hai đơn mà tùy vào cây nữa chị, tùy vào cây nữa chứ cái giống như cái cây chớp hồng là em không bao ship nổi rồi đó, nó rất là nặng. Nếu mà tháo giá thể em kèm vô chung những cái cây kia thì ok, mà những cái cây đó của chị mà được bao ship thì nhà em luôn ok. Đây nha anh, đen lai cát mắt phụng, bạc hoa của đen lai cát mắt phụng rất là đẹp nha cả nhà ơi. Đó, mắt phụng đen lai cát mắt phụng cho em, để cho mọi người chậu này. Có điện thoại. Đen lai cát mắt phụng 45.000 chậu vàng đỏ xưa bớt nha. Và dạ, vàng đỏ xưa 900 em bấm một giá à. Nhà em bán giá rẻ lắm rồi, không bớt được nữa. Còn hồng gấm, dạ em còn hồng gấm nha anh Khánh Nam ơi. Anh Nhật Trần chốt hàng gì vậy? Anh Nhật Trần chốt hàng gì comment giúp em cái tên với, em không biết anh chốt cây nào hết trơn á. Rồi, đen lai cát mắt phụng cho em nha cả nhà, 45.000 một chậu. Em có được tầm khoảng 5 chậu, còn có 5 chậu cuối cùng mà cô chú anh chị nhà mình. Điện thoại. Còn có 5 chậu cuối cùng thôi nha cả nhà ơi. Đó, đen lai cát 45.000 một chậu, hốt luôn cho em nè. Hốt luôn cho em đi, 45.000 một chậu đen lai cát. Mà 5 chậu phi 12 hôm nay được bao ship. Hôm nay được bao ship nha. Hôm nay là ngày mai đi đơn là được bao ship á. Chứ mà ngày mai không đi đơn là không được bao ship nữa. Nói giỡn thôi chứ chốt đơn trong ngày hôm nay sẽ được bao ship. Dạ ok chị Ngọc Nguyễn, đợi em chút xíu em lên cho chị xem nha. Em lên chị xem lại vàng đỏ xưa. À anh Nhật Trần chốt mấy chậu ngọc trai. Hôm nay 5 chậu phi 12 em nguyên bao ship. Gộp đơn giúp em đủ 5 chậu phi 12 em bao ship nha. Rồi đen lai cát cho em nè. Đen lai cát mắt phụng 45.000 một chậu. Ngọc trai đen là 50.000 một chậu cho cô chú anh chị nhà mình nha. Anh Vàng ơi, anh Vàng chốt đen lai cát cho em nè. Dạ ngọc điểm em còn luôn, em trả lời rồi. Cái này cho em. Có những chậu nó rất là lùm nè cả nhà, mọi người thấy không? Có 50.000 một chậu thôi. Hàng đang vòi cho cô chú anh chị nhà mình. 50.000 một chậu ngọc trai đen. 50.000 một chậu ngọc trai đen nha cô chú anh chị nhà mình. Chốt lên comment giúp em nè. Chốt lên comment giúp em nha cả nhà ơi. Em cho mọi người xem mặt hoa của ngọc trai đen. Ngọc trai đen ra khi ra nắng nó có hương thơm nhẹ nhàng cho cô chú anh chị nhà mình nha mọi người. Đó, nó có hương thơm cực kỳ nhẹ nhàng và cực kỳ dễ chịu cho cả nhà mình luôn á. Đây, ngọc trai đen. Đây nha cả nhà. Ngọc trai đen nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, xuất sắc chưa? Ngọc trai đen anh một dòng có bao ship không mà dạ cứ một đống có bao ship không mà không nha em, chỉ bao ship nói giỡn thôi chứ giờ anh cứ gộp đi rồi biết đâu tới đó vui vẻ thì bao ship, mà không vui vẻ thì không bao ship. Em nói giỡn thôi chứ tới đó là tính sau nha, chứ không có bao giờ em để cho khách hàng em thiệt đâu. Anh Nhật Trần kê lên cho em cái số lượng với, em chốt cho anh nha, đơn 150 nha, em mới đi đơn mà không mà đúng rồi, mà 5 cây em bao ship nha, mà quên mất mà nói gì luôn. 5 cây em bao ship cho cô chú anh chị nhà mình nha. Ngọc trai đen nha cô chú anh chị nhà mình, hốt đi. Còn anh Nhật Trần lên với em số lượng với, hàng đang vòi nè. Ngọc trai đen 50.000 một chậu. Hello anh Đan. Nha, ngọc trai đen nha mọi người, 50.000 một chậu ngọc trai đen siêu lùm. Chốt lên giúp em số lượng kèm số điện thoại. 5 chậu thì em bao ship, mà đơn 150 thì em mới đi đơn. Đó, lấy luôn 5 chậu về ghép vô thành một chậu tác phẩm về chơi cho phê. Nha, về chơi cho phê cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Lên comment giúp em nè. Chấm chấm lên cho em đi nào mọi người. Mọi người cần dòng gì cứ để lại comment cho em nha cả nhà ơi. Nói chơi chứ bao hay không cũng không sao. 150, vậy là 3 chậu. Vậy là 3 chậu đó. 3 chậu cho anh Nhật Trần 3 chậu ngọc trai đen siêu lùm. Trời ơi, 3 chậu mà nó đã ơi là đã luôn. Còn dạ em có da da chớp. Em có da da chớp, còn da da thường thì em hết rồi chị Hà Lam ơi. Chị xem em ơi, chị xem
À chị xem, ok chị. Ok chị, vàng đỏ xưa là 900 á chị Ngọc Nguyễn. Chị Ngọc Nguyễn, vàng đỏ xưa này chị Ngọc Nguyễn 900. Vàng đỏ xưa nha, vàng đỏ xưa cánh tròn nha cả nhà. Đó, chậu này là 900k, hàng này ở ngoài mọi người mua không bao giờ dưới giá 1,5 triệu đâu mọi người. Mọi người cho em xin, mọi người cho em xin một nút like, một lượt theo dõi trang fanpage của Vườn Lan Thiên Mỹ nha. Rồi hết rồi, anh Lê Tiến Sĩ anh hốt rồi. Chết rồi. À, chị Ngọc Nguyễn, cho chị Ngọc Nguyễn hỏi em nè. Chị Ngọc Nguyễn mà ấy thì hãy trả lời cho em, mà chị Ngọc Nguyễn mà không ấy thì em để cho anh Lê Tiến Sĩ nha. Đó, giờ anh Lê Tiến Sĩ đã là người chốt trước. Nhưng chị Lý Lương đo bữa giờ hỏi quá trời luôn nè, giờ mới chốt là chị bị chậm mất tiêu luôn rồi. Đó, thấy không, em nói rồi, nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết. Có chớp nào mới không em? Chớp mới. Dạ có, cho tôi xem. À, Ngọc Điểm Hồng Gấm, dạ. Em quên luôn á, em sorry anh chị Khánh Nam rất là nhiều. Có đồng tiền Hồng Phi 31 không? Dạ có đồng tiền Hồng Phi 32. À, chị Yến Trần, đợi em chút, em chạy u ra lấy liền nha chị. Em quên, em quên. Anh Lê Tiến Sĩ, Ngọc Điểm Hồng Gấm, Ngọc Điểm Hồng Gấm hàng đang hai vòi nha. Hàng đang hai vòi cho cô chú anh chị nhà mình. Đây, Ngọc Điểm Hồng Gấm, chậu này để cho cả nhà mình là 200, 200k, 2 vòi 200, mà 1 vòi cũng 200, 2 vòi 200, 1 vòi cũng 200, mà sao cứ mà ở hoài vậy trời, mà hàng lá cũng 200 cho cô chú anh chị nhà mình nha. Anh chị Khánh Nam ơi, đây là mặt hoa của Ngọc Điểm Hồng Gấm, hoa siêu thơm, em cho chị Tuyền Đặng, Ngọc Điểm Hồng Gấm hoa siêu thơm nha cả nhà ơi, chốt lên comment giúp em. Đó, chốt lên comment giúp em nha mọi người ơi, tranh thủ có đơn. Tranh thủ là có đơn nha, cho xem chớp mới đi em. Dạ, ok la, đợi em. Đợi em lên liền đây. Rồi, Ngọc Điểm Hồng Gấm 200k, chậu này đang có 2 vòi. Nha, chậu này đang 2 vòi, nãy giờ em thấy có nhiều chậu mà 2 vòi nó đi hai hướng ghê luôn á mọi người. 2 vòi nhỏ đang đi hai hướng nha, 200.000 chậu này. Ngọc Điểm Hồng Gấm, đa châu Ngọc Điểm Hồng Gấm nha, em thuần vô chậu rồi nha mọi người. Đó, thuần vô chậu rồi. Ủa nãy có Ngọc Điểm Hồng Gấm 200 ba, dạ không, hai chậu em bao ship, hai chậu em mới bao ship nha. Ngọc Điểm Hồng Gấm 200k một chậu, mà hai chậu thì em bao ship nghe cả nha. Đó chứ không phải là 200 mà bao ship đâu, có khi là mọi người đọc comment nhanh, mọi người đọc nhầm á. Nên Ngọc Điểm Hồng Gấm hàng lá cũng 200, mà hàng một vòi cũng 200, hàng hai vòi cũng 200 luôn cho em nha. Chốt lên comment giúp em. Đây em có chớp mới hả? Chớp mới để em xem sao. Để em coi sau lưng em cái chậu kia là chậu gì. Ở sau này em còn nhiều chớp lắm, nhưng mà em chưa có ra đằng sau đó em coi được á. Em chưa có ra, chạy u ra đằng sau này em coi được. Nhiều chớp ở sau lưng này lắm. Tâm mi chớp nè. Ở sau này em có tâm mi chớp nè. Có Buruna chớp, có chất biệt. Đợi em chút xíu nha anh Trường Tuyền, đợi em ra chạy ra đằng sau em lấy chứ. Chớp nhà em là bao la, do là ông chủ em chơi chớp á, cho nên là chớp nhà em thì nó thường nó sẽ nhiều, và chuyên gia chơi chớp là ông chủ em thì gom được cho mọi người cái giá nó rẻ. Đó. Rồi, chậu đồng tiền hồng này để cho mình là 300 thôi. Nha, siêu to luôn á, để cho chị 300 phi 32 á chị Yến Trần. Phi 32 300.000, đợt trước em bán 350. Đợt đầu tiên là em bán 380 cả nhà. Xong rồi gần Tết bán 350. Cái bây giờ bán còn có 300.000, thiệt sự em bán giống như bán vì đam mê á. Càng ngày bán càng giảm. Càng ngày người ta không tăng thôi, chứ càng ngày qua năm mới bán càng giảm của chú anh chị nhà mình. Đó, cái cây nó đẹp thì bán lựa trước, bán trước thì bán giá cao. Còn sót lại những cái cây mà nó không còn đẹp bằng á thì em chăm em giữ lại. Nhỏ hơn hả chị? Chị Ngọc Nguyễn, nhỏ hơn thì em có cái hàng 150 á. Cái cây này thân nó là thân trưởng thành rồi. Đó, thân trưởng thành, còn nhỏ hơn thì em có hàng 150 á chị ơi. Hàng 150. Ủa nãy con sót lại một chậu. Hàng này là 150 nha. Hàng cây nhỏ mà em ghép, mới ghép vô chậu nè.
thì mới ghép vô chậu, nhưng mà nó cũng ra rễ rồi, nó cũng ăn rễ rồi nha. Là 150 hàng này là cây con, cây con nó đang lên, nó chưa có còn thời, cần nhiều thời gian để cho nó trưởng thành và nó sẽ cho vòi hoa và vòi nó sẽ dài đó. Là cái chậu này là 150 hàng thùng thang luôn, hàng à, vàng nõ xưa hả chị Ngọc Nguyễn. Còn chậu nhỏ hơn không, vàng nõ xưa em hết sạch luôn á, em không còn chậu nào luôn. Để ngày mai em hỏi ông chủ em á, đi giao lưu đi ngoại giao ở ngoài xem sao, xong giờ có thì em chia sẻ cho bà con nha. Hawaii game, chậu Hawaii game thì em không biết bao nhiêu luôn á. Cái này Hawaii game nha cả nhà, Hawaii game lấy chậu 300 cho chị Yến Trần, gộp đơn. Ok chị, em chốt chậu 300 cho chị Yến Trần nha. Cái này là Hawaii game hoa siêu thơm. Và một trò dạ Singaron em còn. Em còn một chậu Singaron tác phẩm. Nhưng buổi em bán 320 á, nay quất luôn, anh nội như em lấy đi 300. Ủa Singaron bán rồi hả? Ủa bán rồi hả? Coi lại chỗ này thử, chiều em mới thấy chậu đó nó nằm đây. Chốt cho anh chưa? Vậy em chốt cho anh Lê Tiến Sĩ rồi nha. Em chốt cho anh Lê Tiến Sĩ cái chậu 900 kia rồi. Hawaii game để em coi lại đã, coi lại thử còn không chứ sợ bán rồi á. Hawaii game nha cô chú anh chị và mình, đó vô chậu ấm chậu rồi. Đây là mặt hoa của Hawaii game nè, hàng này hàng siêu tầm, hàng siêu tầm cho em nha. Hawaii game hàng siêu tầm, cam kết bảo hành hoa trọn đời đó. Chậu Hawaii game này thì để em hỏi giá cái đã, em chưa biết giá, em chưa biết giá mọi người, để em hỏi giá nha. Hỏi quay tặng anh đi hả? 1.2 triệu, 1.2 triệu chậu này, Hawaii game 1.2 triệu nhé. Hawaii game 1.2 triệu chậu này cho em, chốt lên comment giúp em nè, chốt lên comment giúp em là Hawaii game, Hawaii game nha, là 1.2 triệu. Em đang có chậu tâm mi chớp này là 900k, tâm mi chớp 900k nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Ờ cái mặt hoa tâm mi chớp hả, để em không có lưu được chứ. Đúng rồi, ủa cái này nó lên phân con rồi nè. Chậu này như bán nhiêu ta, 1.5 triệu hả? Chậu này mà chậu này 1.5 triệu rẻ nè. Hỏi lại giá đi, em nhớ giá. Không, hỏi lại giá đi cho chắc ăn. Sợ bị la lắm. Để em hỏi lại giá cái chậu này nha. Có thêm cây nữa nè, có thêm cây trên đầu nữa. Chậu này là chậu bự, cho mọi người xem mặt hoa của tâm mi chớp. Tâm mi chớp nha cả nhà. Tâm mi chớp nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, có một chậu 900. Và chậu này để em hỏi giá. Chậu này để em hỏi giá nha mọi người. Nó đem mới lên một mầm mới nữa. Dòng tâm mi này nó nhanh đẻ con lắm. Mà mỗi lần nó đẻ con ra lá nó bóng lưỡng à. Tâm mi chớp cho em. Tâm mi chớp. Đó, cái chậu bự này. Chậu bự này nó lời được thêm một cái cây ở trên này nha mọi người. Về nhà ra chậu. Về nhà ra chậu một cây luôn. Một cây này ở ngoài người ta bán cao lắm. Một cây này ở ngoài người ta bán 600-700 ngàn một cây. Một cây mà khoảng chưa tới một gang tay đâu. Người ta bán 600-700 ngàn một cây rồi mọi người. Đó mà nhà em bán nguyên chậu này. Nguyên chậu này là 900 trước nè. Còn cái chậu bự để em hỏi giá cái đã nha. Dạ ok anh. Ok anh Lê Tiến Sĩ nha. Ok anh, không có sao hết. Không có sao. Chậu nhỏ là 900, còn chậu lớn này là chưa biết giá. Giá bao nhiêu chậu lớn em? Đang đợi cho hồi hộp chơi vậy. Em đang đợi ông chủ em báo giá cho hồi hộp chơi. Ông chủ cũng có ở đây, phải nhắn tin. Đợi cho hồi hộp chơi nha mọi người.
Đó, cái chậu này nè, chậu lớn, đang có kỳ lên luôn. Đang có kỳ luôn để em chạy sách đi hỏi giá ra mọi người. Trong thời gian hỏi giá thì mọi người có hỏi em gì, mọi người hỏi đi mọi người. Chấm chấm cho em nha. 2.5 mà. Thấy không, kêu hỏi giá đi. Xém xíu nữa là bù một mớ. 2.5, 2.5 triệu. 2.5 triệu chậu ni nha cả nhà. À, chậu này 2.5 triệu. Siêu to luôn á, mập lắm. Mập lắm nha, mập mạp lắm luôn á cô chú anh chị nhà mình, và lời thêm được 1 kg ở trên này nữa. Đó, 1 kg 2.5 triệu. 2.5 triệu mà lời thêm cái kia này là bà thấy 700-800 ngàn rồi, 600-700 ngàn rồi. Hôm nay chị chạy đi công việc gần chỗ em đó, vậy mà không ghé em chơi, vậy mà không ghé em chơi chị Vân. Thôi chậu này nha, ghé vô rảo vườn thăm chứ bữa giờ em chưa được gặp chị luôn á, một năm rồi mình chúng ta chưa được gặp nhau. Thôi chậu này cho em là 2.5 triệu, còn cái chậu nhỏ này là 900 nha. Chậu nhỏ này là 900, cái này nó mới lên một thân mới nè mọi người. Cái này nó nhanh đẻ con lắm. Cái dòng này cực kỳ nhanh đẻ con nha cả nhà ơi. Tommy, Tommy chết. Cam kết bảo hành mặc hoa trọn đời. Cam kết bảo hành hoa trọn đời. Chốt đơn lên comment giúp em. Dạ ok chị. À, sợ em đi Bình Tân hả? Sợ ai lộn, sợ em đi Tân Bình. Dạ chiều nay em like mà, chỉ có chủ nhật thôi. Chị có chủ nhật là em mới mới lên Tân Bình thôi. Chốt chậu lớn cho anh Tuyền. Chốt chậu lớn cho anh Trường Tuyền luôn. Chậu lớn 2.5 triệu lời 1 kg. Cho anh Trường Tuyền chậu lớn. Tommy chớp 2.5 triệu. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều. Mezzanil Blue mọi người ơi. Đây đợi em chút nha. Em quay cho mọi người xem cái chậu Mezzanil Blue. Mọi người cần dòng gì cứ để lại comment cho em. Còn không thì em lên hàng sưu tầm cho cả nhà mình chơi nha. Đó, còn không em lên, cứ lên hàng sưu tầm cho mọi người chơi. Giờ em dẫn mọi người đi chơi nha. Dẫn mọi người đi chút xíu. Mezzanil Blue. Mezzanil Blue nha. Cái đây là cái chậu này là 7 triệu nè cả nhà. Đó, Mezzanil Blue hoa rất là thơm và vòi siêu nhiều, cực kỳ xiên hoa. Chậu này là 7 triệu nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, chậu siêu to. Và hàng này hàng siêu VIP. Hàng siêu VIP luôn. Mọi người nhìn em cầm cái tay vô trong cái thân nè, là nhìn thấy nó mập. Chậu này là được giải, được giải nhì hay giải nhất gì đợt rồi đây nè cả nhà. Cái giải gần nhất đây nè. Đó, chậu siêu mập. Siêu mập cho em, siêu to, siêu mập. Đang rất là nhiều vò. Chậu này là 7 triệu. Còn em có chậu nhỏ hơn. Chậu nhỏ hơn bao nhiêu ta? 2.5 triệu. Chậu nhỏ hơn là 2.5 triệu. Chậu nhỏ hơn là chậu này nha. Giờ gắn mọi người lên lại cái đã, xong rồi em cho mọi người xem chậu nhỏ. Dẫn đi tham quan bấy nhiêu thôi. Em đang có, à hồi nãy có anh chị nào hỏi em cái chậu này mà em chưa kịp bưng lên luôn cho mọi người xem luôn nè. Chưa kịp bưng lên cho mọi người xem luôn mà em quên luôn. Chậu này cho em là 2.5 triệu nha. Một thân mẹ 5 thân con. Mezzanil Blue. Một thân mẹ 5 thân con cho em 2.5 triệu. Chậu lớn có mầm không em? Dạ chậu lớn là đang có mầm con đó. À anh nói cái chậu Mezzanil Blue á hả? Để em coi thử nó có mầm không. Có chậu này nó đang có 3 vòi. Và mầm con nó mới lên còn nguyên zin nha. Mầm con mới lên còn nguyên zin cho em. Chậu này là 2.5 triệu nè. Mezzanil Blue cam kết bảo hành hoa trọn đời. Còn cái chậu lớn này hả? Chậu lớn này để em coi nó nè. Nó đang có sưng à. Nó đang, ai da, ai da, ai da. Nó đây để em quay cho anh. Em quay cho anh xem nha. Đây cái chậu này nó sát gốc của nó nè. Đó, nó sát gốc của nó là cái gốc nó rất là to như này nè anh nha. Cái này nó rất là to mà này là thân mới lên không á. Này là thân tơ nó mới lên luôn á anh nha anh.
Thân tơ nó mới lên luôn mà nó đang đi ngọn, nó chưa có đứng ngọn luôn á. Đó, nó đang đi ngọn, nó chưa có đứng ngọn. Mà cái hàng này cứ đứng ngọn lại lên cho vòi. Ba thân tơ mới lên, ba thân tơ mới lên và nó đang có dấu hiệu sưng nè. Nó sưng ở dưới đây, nó chuẩn bị lên nè. Nếu như mà anh ấy thì ngày mai á, em chụp hình em gửi qua cho anh ở dưới gốc. Dưới gốc nó đang có mắt ngủ rồi nha. Nó đang có mắt ngủ và dòng này nó nhanh đẻ con lắm. Được cái là dòng này nó phát triển gia đình, nó phát triển bụi lùm. Đó, phát triển bụi lùm. À, chậu lớn anh chốt rồi hả? Để em coi lại chậu đó, em tưởng anh hỏi chậu này. Chậu này là 7 triệu nha, Mesa New Blue, chậu này là 7 triệu vòi nè. Mọi người 11 vòi trên một cái chậu này, quá xuất sắc. Đó, chậu bự chả bá lửa luôn á cô chú anh chị nhà mình. Mesa New Blue chậu này 7 triệu. 7 triệu nha. Còn cái chậu lớn anh chốt hả? Chậu lớn anh chốt ở đâu nhỉ? Chậu lớn anh chốt là nó mới có một mầm mới nha. Đây nè, cái mầm này là mầm mới nè. Mầm mới nó mới lên, nó đang đi ngọn nè. Đó, mầm mới nó đang đi ngọn. Nó đang đi ngọn, nó chưa có đứng ngọn luôn. Chưa được đứng ngọn luôn. Còn ở dưới gốc thì nó chưa có mắt ngủ luôn. Đó, ở trên này thì nó có một cái kỳ. Trên này anh lời được cái là lời cái kỳ ở trên này. Lời cái kỳ ở trên này nha. Nhà anh cái chậu lớn anh vừa chốt á, có hoa luôn. Cần gì phải cam kết bảo hành hoa nữa. Lên tiếp tục cho mọi người nha. Chớp sao băng. Chớp sao băng nha mọi người. Chớp sao băng. Chậu chớp sao băng này cho em á là 80.000 một chậu. Và 3 chậu chớp sao băng thì em bao ship. 3 chậu chớp sao băng em bao ship cho mọi người luôn nha. Đây là mặt hoa của chớp sao băng này cả nhà. Ở mặt hoa của chớp sao băng cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Chớp sao băng. Chớp sao băng nha cả nhà đó. Chớp sao băng. Một chậu như này là 80.000 mà 3 chậu này thì em bao ship. Một dạ cây có hoa em bán rồi. Cây có hoa em bán rồi cả nhà ơi. Em mượn á, đây này có kẹp tên nè, của chị Trần Vân á. Cái này là cây có hoa này của chị Trần Vân, nhưng mà em bán rồi, em mượn hoa thôi. Cái này nó đứng ngọn, nó chuẩn bị cho vòi hết rồi mọi người. Đây có chậu này. Ở chậu vòi này nó bị gãy rồi. Vòi này bị gãy rồi, để em coi có chậu nào mà nó nhú vòi không. Nó nhú vòi không. Nhớ cho anh. Dạ dạ ok, hồi chiều em đưa cho anh. Em đưa cho anh cái hàng chớp sao băng mà hàng có vòi rồi đó. Chớp sao băng nó đứng ngọn, nó chuẩn bị cho vòi hết rồi đó cả nhà. Còn giờ hiện tại mà nó nhú vòi thì em chưa có. Em để cho anh bo 3 chậu chớp sao băng. Cho anh bo 3 chậu chớp sao băng gộp đơn luôn nè. Cho em chốt cho chị Bích Ngọc. Mọi người hàng này hiếm lắm. Hàng này thiệt sự em bán cho mọi người giống như vừa bán vừa tặng á cả nhà. Ở đâu bán cho mọi người chậu chớp sao băng như này mà rẻ, quá rẻ cho mọi người. Một chậu như này ở ngoài người ta phải bán 150, 150 trở lên. Nhà em bán chớp sao băng mà bán có 80.000 một chậu, 3 chậu được bao ship. Em chốt 3 chậu này cho anh bo. Có hàng có chậu mới nhú nha mọi người. Có hàng mới nhú nè, mới nhú vò nhỏ cho cả nhà mình. Mới nhú vò nhỏ 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 cho mọi người. Mọi người lên chốt giúp em đi, 80.000 một chậu. Nè cái hàng này nó xi hoa cực kỳ. Cứ lên nãy là nó nhú thêm 3 chậu chớp sao băng đẹp cho anh. Ok anh luôn. Vậy để cho anh 3 chậu mới nhú này luôn nha. Cho em 3 chậu nữa cho chị Bích Ngọc. 3 chậu mới nhú này nữa cho anh Trường Nguyễn nè. À lộ anh Tường, anh Trường Tuyền. Tự chế luôn. Chịu tự chế tên luôn. Ba chậu này em chốt cho. Em chốt ba chậu này em chốt cho anh cho chị Bích Ngọc ba chậu chớp sao băng. Cho chị Kim Bắc Nguyễn nữa nè. Chớp sao băng 80.000 một chậu, ba chậu em bao ship. Nha, ba chậu chớp sao băng này em chốt cho chị Bích Ngọc, cho chị Kim Bắc Nguyễn ba chậu. Cho
cho chị Kim Bắc Nguyễn 3 chậu nè. Một chậu cho em nè, từ từ nha. Một chậu nè. Một chậu cho chị Kim Bắc Nguyễn nè. Hai chậu cho chị Kim Bắc Nguyễn nè. Đó, rồi thêm chậu nữa nè. Thêm chậu này cho chị Kim Bắc Nguyễn. Chậu này. Cho chậu Kim Bắc Nguyễn, chậu này là 3 chậu. Em bao ship cho chị luôn. 3 chậu này em bao ship cho chị luôn nha, chốt lên đơn. Chốt lên đơn với em, hàng nhà em bán giống như là bánh mì đam mê. Mà đam mê này thì không thể bỏ. Đam mê này hơi khó bỏ. Mọi người chốt chốt sao băng lên, chốt sao băng giúp em nha. Chốt sao băng là một là 80.000 một chậu. Đó, mà ba chậu thì em bao ship. Ba chậu chốt sao băng em bao ship cho mọi người. Mọi người mọi người cần dòng gì cứ để lại comment cho em nha. Bên xưa đồ này kia nè, bên xưa nè, kinh thổ mang phim 12, lavender rồi với gì ta, chuồng blue, cánh chuồng blue, rồi bò tím, chớp kim cương không em? Dạ chớp kim cương hả? Chớp kim cương hình như em có đó, có, nhưng mà để em nhớ lại em bán chưa nè. Có, em có chết kim cương. Nhưng mà giờ để em lục lại chứ nhớ đã. Cái đó là Buruna. Chắc chưa. Em đang có chậu thỏ tác phẩm này đẹp nè mọi người, để cho mọi người 700 ngàn thôi. Tác phẩm 700, quá đẹp, to. To bự luôn. Không, cái đó không phải chất kim cương. Cái chất kim cương nằm trong chậu đen. Chất kim cương em nhớ nó nằm trong chậu đen chứ nó không có nằm trong chậu gỗ đâu. Em lên cho cô chú anh chị nhà mình. À, em có vàng đỏ 5% nữa nè. Trời ơi, cái chậu này nha, tương lai nó rất là bự. Cái chậu cũng có mà bán hết rồi à. Ý là em không nhớ. Em không nhớ chứ thường em nhớ là nó em có đọc tên nó. Đó, em nhớ là em có đọc tên nó. Còn còn nó còn hay không là còn thuộc về việc khác. Anh nội nhớ em. Em đang có chậu này nó chi chít thân con lên luôn á. Bữa nay nó đẻ thân con lên nhiều ghê luôn á, từ giờ tới Tết năm sau là từ giờ tới tới năm sau mà vô dịp Tết là dịp lễ rồi này kia là mọi người chơi cái này là chơi mê luôn. Đó, chơi mê luôn nha mọi người. Thỏ hồng tác phẩm hoa thơm. Hoa thơm nha cả nhà ơi. Chậu tác phẩm này cho em. Hay do. 700 thôi. Nha, 700 thôi nha cô chú anh chị nhà mình. Thỏ tác phẩm 700. Nó chi chít thân con ở dưới gốc nè mọi người. Nó cũng phải là 1 2 3 4 5 thân con ở dưới gốc luôn á. Đó, 5 thân con ở dưới gốc luôn á cô chú anh chị nhà mình. Mà mai mốt tương lai của nó sẽ phát triển lên cây to lắm nha. Tương lai của nó phát triển lên cây to lắm mọi người. Chậu này 700. 700k. 700k nha cô chú anh chị nhà mình. Đó, thỏ hồng. Thỏ hồng cho em nha cả nhà. Ôi trời ơi nó nặng. Nó nặng mà em xoay sở không kịp luôn á cả nhà. Và đây dưới đây nó cũng có mầm con rồi nè. Là có nghĩa là 6-7 mầm con đang lên luôn á. Chậu này 700. À, vậy Singaron còn không, kiểm tra lại giúp em lần nữa ơi. Ra chậu mai 80 là ok luôn, đúng rồi á. Cái này nó bự nè. Trời ơi nó to. Nó siêu to luôn mà chậu này em bán có 700 mà. Chốt đi. Chốt lên cho em thỏ hồng hoa thơm. Thỏ hồng dòng này cái chậu bự lên như này thì nó cho cả nhà mình chơi hoa quanh năm suốt tháng không bao giờ biết mệt luôn á. Chậu này 700, em có một chậu thuận buồm xuôi gió to cũng ngang ngửa như này là 800 nha. Đó cả nhà mình chốt hàng tác phẩm đi, năm năm sau á cả nhà mình chơi Tết luôn. Chứ mà vô năm á, cái vô năm là thì mà nó lên thêm nhiều thân nữa là giá trị nó cao rồi. Trong khi đó mình đang mua cái hàng này. Đó mà mai mốt mấy cái thân nhỏ này nó lên thôi là mọi người lụm tiền rồi.
mấy thân nhỏ này mai mốt nó lên là thành cái chậu bụi lùm bụi to luôn rồi cả nhà. Thỏ hồng xưa hoa thơm nha. Đó, chậu này để cho mọi người 700k, 700k thỏ hồng, 700k thỏ hồng nha. Em có vàng đỏ 5% này mọi người, vàng đỏ 5% 70.000 một chậu. Hàng này hàng sổ số, hàng sổ nha, sổ chớp 5%, vàng đỏ sổ chớp 5% nha cô chú anh chị nhà mình. Nó khả năng của nó hàng này cây giống 100 hả? 100.000. Trước Tết nhỏ và ít hoa hơn 900. Không, cái cây này nó bị nó bị día, día nó nặng quá cho nên giờ thôi xả día. Xả día số 7 đi cho lấy thỏ hồng chị xem. Cho chị nhé, chị Diễm Châm Lê, chị Diễm Châm Lê cho em Quyên xin số điện thoại nha. Cho em xin số điện thoại em trước cho chị đầu thỏ hồng 700 luôn. Cái đó phí ship nó em báo nó hơi cao một chút xíu. Phí ship tầm khoảng 100 á, hơn 100.000. Đó, tầm khoảng 100.000, còn lại thì em sẽ 120 á. Đó, cỡ đó ngày mai bên em sẽ báo phí ship với mình. Chứ giờ là em không có báo được cái phí ship. Do là em bán giá rẻ để phụ qua cái phí ship cho mọi người á cả nhà. Mấy chậu này thấy chiều mới tưới nè. Hồi chiều tưới chậu này hả? Không, chiều tưới chậu khác. Đó. Cái hàng này cho em là 100.000 nha. Giờ là bắt đầu là lên rồi đó. Bắt đầu lên rồi. Ok chị Trâm, chị Trâm ở đâu ta? Cây này là vàng đỏ, vàng đỏ có khả năng sổ chớp 5% nha mọi người. Vàng đỏ sổ chớp 5%, hàng sổ số. Cái khả năng của nó sổ chớp ra cho mọi người là 5%. Đây là cái mặt hoa của nó lên nó sổ lẹt xẹt. Nó lên nó sổ lẹt xẹt cho cô chú anh chị nhà mình. Và nếu như nó không sổ, nó lên mặt hoa cũng rất là đẹp. 100.000 một chậu. Đây là nha mọi người, mặt hoa nè. Hàng này hàng cây giống, nó chưa sổ hoa lần nào á. Hàng cây giống cho nên về mọi người lấy cái mua cái hàng này về sổ số. Ví dụ như mọi người mua một tờ vé số, mọi người dò xong nó không trúng, mọi người dục đi đúng không? Thì thay vì vậy mình mua một cái cây. Đó, mọi người sổ số mà ra trúng mấy cái mặt hoa mà xẹt xẹt như này nè. Xẹt xẹt đốm đốm như này là lụm tiền, là có tiền nha, là tiền vô. Còn mà nó không có sổ lên, nó không có sổ lên mặt hoa mà vàng xẹt này, mà nó lên đỏ hết luôn thì mặt hoa của nó vẫn đẹp. Nó sổ không trúng thì mặt hoa vẫn đẹp và mọi người vẫn có cái cây để mọi người chơi. Nhưng mỗi đợt nó ra hoa thì nó sẽ ra hoa mỗi nó sẽ sổ mỗi đợt khác nhau. Đó, ví dụ như đợt này nó đỏ hết, đợt sau nó sổ đốm đốm cho mọi người. Và đợt tiếp theo nó sổ lẹt xẹt, đợt tiếp theo nó sổ sao băng cho cả nhà mình. Và càng ngày nó sổ, cái mặt hoa của nó sẽ càng nhiều màu vàng hơn. Và càng nhiều màu vàng thì sao mọi người? Đó, thì càng lụm tiền thôi, càng nhiều tiền thôi cả nhà. Đúng không mọi người? Đó, vàng đỏ lẹt xẹt 100.000 một chậu. Đây này, ví dụ như mấy cái cây này là lên tiền rồi đó. Mấy cây này là thấy lụm tiền rồi đó, cô chú anh chị chào mình. Cây này được rồi, em bán là như là 30 mấy triệu á. 30 triệu đi. Đó, giờ không nhớ giá cho là 30 triệu. Mà lên vàng hết như này là càng lụm nữa nha mọi người. Đó, vàng đỏ. Vàng đỏ nó 5%. Dạ em hết xin rồi, chị ở Vĩnh Long hả? Chị ở Vĩnh Long. Dạ em ship đi cho chị. Em ship đi chứ giờ biết sao giờ. Chị ở thành phố Hồ Chí Minh thì khỏe hơn. Ship đi xe nó đỡ bị. Nó đỡ bị hơn. 100.000 một chậu nha mọi người. Đây cho mọi người xem cái cây nó sập lá này cả nha. Nó sập lá như này 100.000. Mọi người thấy cái lá không? Vàng đỏ 5% nha cô chú anh chị và mình. Em lựa được cái cây này nó lùm. Lùm quá trời lùm. Thỏ hồng phi 12 em không có. Thỏ hồng phi 12 em hết mất tiêu rồi. Anh Minh Quân, anh chị Minh Quân ơi. Đó, cái này cho em nha, vàng đỏ. Vàng đỏ 5%. Sổ số. Mua về chơi sổ số thử, biết đâu năm nay mà thầy bói mà đầu năm mọi người đi chùa hái lộc hay này kia mà hay hoặc là đi coi bói á, mà người ta kêu là năm nay mình có khả năng trúng số á, thì thay vì mọi người mua vé số thì mọi người mua cái cây này để về nó sổ số cho mọi người chơi nha. Nha cả nhà. Và vòi hoa rất là dài và hoa thơm nha cô chú anh chị và mình. Đó, thân là thân thủ luôn và nó có cao nữa. Nhà em có một chậu vàng đỏ 5% mà nó cao 1 mét mấy, tới độ 2 mét cũng có. Và càng ngày càng lâu năm thì nó sẽ càng cao lên. Nó giống như là cái cây cổ thụ luôn á mọi người. Đó, dòng thân thủ, dòng cổ thụ luôn á cả nhà. Rồi, chốt lên giúp em số lượng kèm với số điện thoại.
nha. Chốt lên giúp em số lượng kèm với số điện thoại vàng đỏ 5%. Vàng đỏ 5% nha cô chú anh chị nhà mình. 100.000 một chậu. 100.000 một chậu nha, em đang còn vài chậu rồng đỏ xưa. Rồng đỏ xưa, chậu rồng đỏ xưa này để cho cô chú anh chị nhà mình. 150.000. Em có 2 chậu. Em có 2 chậu mà đang nụ luôn nha cả nhà đó. Đam mê nhổ cỏ nhưng mà bắt đi livestream. Dendro mặt bông to không em? Dạ có, em có đi lay cát. Em có đi lay cát dendro mặt bông to nha. Đây mọi người, em nhổ ra bớt cho mọi người xem cái gốc đó cả nhà. Xem cái gốc của nó như thế nào đó cô chú anh chị nhà mình đây. Cái hàng này là hàng rồng đỏ xưa nha. Và trên thị trường người ta không còn hàng nữa. Và để mà nói là nó nhân kỳ lên tấp một kỳ ra, một cái khóm một kỳ bên này thôi nè, là đã 180.000 rồi. Đó mà nhà em nguyên chậu như này để cho mọi người 150.000 thôi, đang có vòi nha. Rồng đỏ xưa, em cho mọi người xem mặt hoa rồng đỏ xưa này. Cho mọi người xem mặt hoa rồng đỏ xưa cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Mọi người tranh thủ, mọi người còn hỏi dòng gì nữa tranh thủ lên giúp em ra nữa vậy hả. Mua về lời to thiệt sự luôn. Mà có rau ăn nữa, có rau càng cua ăn nữa. Đây nghe. Đây là mặt hoa của rồng đỏ xưa nha cả nhà, rồng đỏ xưa. Rồng đỏ xưa nha cô chú anh chị nhà mình. Mọi người cho em xin một nút like, một lượt theo dõi trang fanpage của Vườn Lan Thiên Mỹ nha. Cao lá xếp phía sau là cao lá xếp phía sau là cây rồng xanh lưỡi đỏ đột biến lá biên nha. Dạ có, em có bò tím phi 12. Em có bào bào tím phi 12 luôn anh Quang Thanh. Rồi rồng đỏ cho em 150.000 một chậu. Cái này là về nhà lấy cái chậu này là về là không cần phải mua rau luôn đó. Có gì mọi người, có rau càng cua ăn bớp gỏi hàng ngày. Chậu này em để cho anh Uông Nguyễn cho em quyên xin số điện thoại với nha. Cho em xin lại số điện thoại đi, hôm bữa em nhớ anh có đơn của em rồi mà ta, mà sao nó không có số điện thoại. Rồi chậu còn này là chậu thứ hai. Chậu số 2 là cũng 150.000 luôn cho em nha. Chậu số 2 cũng 150.000 luôn cho em nha cả nhà ơi. Đó, lên số điện thoại chốt đơn 150.000 rồng đỏ xưa. Hàng này trên thị trường mọi người mua một kg nó cao lắm. Lên đem lai cát đi em, có mồ tính con em. Trả lời rồi mà. Không nghe em nói luôn á. Chết rồi, không tập trung rồi. Đen lai cát em còn có vài chậu thôi nha cả nhà, lấy hai chậu rồng đỏ xưa luôn. Ok anh Trang quy xin lại số điện thoại với nha. Chậu này cho em nè, đen lai cát form hoa rất là to nha cô chú anh chị nhà mình. 45.000 một chậu, có nhiêu đây rồi ta, hết rồi à. Còn tầm khoảng chốt được cho mọi người 7 chậu đi, còn 7 chậu nha mọi người. 45.000 một chậu đen lai cát cho em nè. 45.000 một chậu, mai gửi chung đơn giúp em nha. À hình như là anh có nhắn tin đúng không? Gửi chung là không được rồi, hai chậu này nó vô một thùng á anh. Lên hai chậu này nó vô một thùng. Không thì anh tháo giá thể đi thì giá phí ship nó rẻ hơn. Ok anh, đợi em chút xíu em lên bò tím nha. Em lên cái hàng này trước, cây cao phía sau lá xếp là cây rồng xanh lưỡi đỏ đột biến lá biên. Đợi em chút xíu em lên cho anh xem chậu đó luôn nha. Rồi đen lai cát em còn có vài chậu, lên chốt giúp em 45.000 một chậu nha mọi người ơi. Mọi người tranh thủ chốt nè, em qua dòng nha, tranh thủ chốt em qua dòng. Bụi rất là lùm luôn cây nè. Đen lai cát toàn bộ là cây đứng ngọn rất là lùm lên như này mà em bán có 45.000 thôi. Chưa tới, em còn chưa tới 10 cây cho nên cả nhà mình hốt lên cho em đi. Đen lai cát loại nào đen lai cát thôi, em còn loại mắc vụn thôi, còn mấy cái loại kia thì giờ nó em hết mất tiêu rồi, em gom sỉ nhặt sỉ hết rồi cả nhà. Đang kêu lên gì nữa ta, à lên cái bò tím đỡ em chút xíu em chạy ra ngoài, chạy u ra ngoài lấy bò tím trong này chưa có. Bò tím phi 12 thân rất là mập luôn, cây siêu to mà để cho mọi người có 60.000 thôi. Trong cái thời gian đang đi lấy bò tím thì em lên cái cây này là rồng xanh lưỡi đỏ đột biến lá biên. Rồng xanh lưỡi đỏ đột biến lá biên hay còn được gọi là thanh long lá biên, gọi là thanh long lưỡi đỏ đó, thanh long lưỡi đỏ nha. Bởi vì riêng cái tên rồng xanh lá biên là nó đã tên là thanh long rồi, gọi tắt là thanh long rồi, nhưng mà nó là đột biến lưỡi đỏ. Chậu này là 1.000.000 nha cả nhà ơi, chậu này là 1.000.000 nha cô chú anh chị nhà mình. Rồng xanh lá biên đột biến lưỡi đỏ, rồng xanh lưỡi đỏ đột biến lá biên.
Cái hàng rồng xanh lưỡi đỏ này trên thị trường không có đâu mọi người, hết rồi. Mà nó còn đi đục biên lá biên, cánh là cánh xoắn này mọi người. Ồ, cái cánh nó xoắn tít luôn, quá đẹp. Đó, cái anh chị nào mà thích cái dòng xinh hoặc là những cái dòng mà cánh xoắn lọt xo lên như này thì mọi người chốt cho em cái hàng này. Mặt hoa của nó cũng rất là lạ nha cả nhà. Mặt hoa nè, rồng xanh mà nó đang đi lá biên, mà lá biên sáng, lá biên đẹp luôn cho cô chú anh chị dòng mình. Mọi người nhìn cái lá biên, nhìn vô cái lá nó chưa có hoa thôi, nhìn vô cái lá là đã đủ thấy mê rồi, đủ thấy mê rồi cô chú anh chị nhà mình. Chậu này để cho cả nhà mình là 1 triệu nha. Chậu này là 1 triệu cho em nè. Nó cao tầm khoảng là 80 cm, cao tầm khoảng là 80 cm cho em nha cô chú anh chị nhà mình, 70 đến 80 cm đó. Đó, cái chậu này là 1 triệu. Lá xếp lá chỉ thiên, lá chỉ thiên là lá chỉ lên trời nha cô chú anh chị nhà mình. Lá chỉ thiên chỉ lên trời, chốt lên comment giúp em lên nồi hồi nãy anh chị nào ta hỏi em đen like cát chị Lý Lương này với lại ai nữa à, anh chị Vũ Tâm mặc bông to là em có đen like cát đó rồi. Anh Quang Thanh em lên bò tím cho anh Quang Thanh nha. Bò tím thân rất là to, cây rất là mập. Đó, bò tím cho em, một chậu bò tím là 60.000. 60.000 một chậu bò tím nha. Bò tím này nó đáng lẽ ra nó phải nằm ở trong chậu phi 18 á cả nhà, chứ không phải là nó nằm phi 12 này đâu. Cô chú anh chị nhà mình chia sẻ giúp em một lần vào trang cá nhân, một lần vào hội nhóm ở chế độ công khai giúp em. Đó, đổi lại em sẽ dành tặng cho mọi người một phần quà nha, một phần quà. Cây đam ri hoa. Dạ cây đó là nở lâu rồi, nở lâu rồi cô. Mà con ghép nhiều nhiều cây vô một á. Đó, con ghép nhiều cây vô một á. Cái này là bò tím nha cả nhà. Một chậu bò tím để cho mọi người 60.000 một chậu, hốt luôn cho em 3 chậu ấy. Ok anh, ok anh Quang Thanh. À anh lấy 5 chậu phi 12 thì em bao ship luôn cho anh nè. Hôm nay đang có chương trình 5 chậu phi 12 bao ship. Em chào chị Heo Mập. Lên giúp em số điện thoại luôn nha. Em cho mọi người xem mặt hoa bò tím. Dòng bò tím này nó xiên hoa cực kỳ. Và được cái là nó mà và nó xiên hoa nó cái vòi của nó nặng chịu à. Mọi người cứ để ý đi. Dạo này á nhà em hay trồng bằng cái giá thể là sợi dừa này nè. Cái cây nó cực kỳ nhanh lớn, nó nhanh phát triển cực kỳ bởi vì nó đâm rễ ra được, nó thoáng. Cái rễ của nó thoáng á, cái là nó lên được, nó đâm rễ nhiều. Dạ, 5 chậu em mới bao ship nha, chứ 3 chậu là em không bao ship được rồi anh Quang Thanh ơi. Đó, 5 chậu em mới bao ship. Bình thường là 5 chậu phi 12 em cũng không bao ship đâu cả nhà. Mọi người mà là khách quen nhà em thì mọi người biết rồi. Là khách quen nhà em là mọi người biết. Bởi vì hàng phi 12 ít hơn em bao ship lắm. Bởi em bán giá rẻ, ở ngoài người ta phải bán cho mọi người 70-80 ngàn một chậu như này. Đó, mà nhà lấy nguyên một cái sọt luôn đi, có anh chị chốt thêm. 3 cây cho chị Diễm châm lên nữa nè. Bò tím nha, bò tím cho em lượm mấy cây lùm lùm cho em nha. Hàng này á, ở ngoài người ta bán cho mọi người cũng phải 80-90 ngàn. Đó, 3 cây, 4 cây người ta bao ship vô tư, bởi vì phí ship người ta tính vô trong đó rồi mọi người. Mà cái hàng nhà em á, hàng nhà em nè, một cái cây nó cao cho mọi người hơn 2 gang tay. Hơn 2 gang tay là mọi người biết rồi. Dạ, nhớ ghi tên giùm anh nha. Ok anh, để em ghi tên, em lấy cái thẻ em ghi tên vô cho anh luôn nè. Mọi người chốt bò tím lên, bò tím với em 60.000 một chậu bò tím. Hàng này em bán rất là rẻ. Dạ không, nhà cái này em không có. À cái này là 60.000. Vậy em không bao ship được. Thiệt sự luôn, 3 chậu em không bao ship được đâu anh Quang Thanh ơi. Lấy cây em cầm hả? Dạ rồi, đợi em chút cây. Dạ cây đam ri ở sau lưng con là nó nở lâu rồi á cô. Nhưng mà con ghép nhiều chậu vô một, nó nở lâu rồi, cái này nó nở lâu lắm luôn rồi á, nở chắc phải trước Tết đó cô. Này con ghép vô làm chậu mẫu thôi à. Đó, con ghép vô làm chậu mẫu, nó sắp sửa tàn rồi. Con ghép vô làm chậu mẫu để lên bán cho mọi người xem hoa á cả nhà. Và mọi người biết được cái mật độ cho hoa nó như thế nào. Đó anh Quang Thanh chốt lên comment giúp em nha. Chứ bởi vì á cái hàng này á nhà em bán quá rẻ rồi, không bao ship được nữa. Mà không lấy luôn 5 chậu thì em bao ship. Bởi vì thiệt cuối hàng cuối tuần này á thì em mới bao ship. Chứ hồi trước bán hàng phi 12 em không có bao ship đâu mọi người. Phi 12 nhà em bán không có gì hết cho nên không bao ship.
người ta lời nhiều thì người ta bao ship được cho mọi người, chứ giờ nhà em bán vì đam mê. Em chúc cho chị Hà Lan chậu này luôn nha. Trời ơi, đã không? Cho chị Hà Lan chậu này 60.000. 60.000. Đó, cho chị em chốt cho chị Diễm Châm Lê. Chị Diễm Châm Lê 3 chậu. 3 chậu này em chốt cho chị Diễm Châm Lê. Chậu nào em đưa lên nhìn nó cũng đã hết. Bò tím mà cầm lên cái cây này mà bán có 60.000 rồi cả nhà. Đó, bán có 60.000 một chậu, 3 chậu đều nhau. Em để cho chị Châm, em để cho chị Châm 3 chậu này. Gộp đơn luôn giúp em. Lộn chị này, chị chốt chậu bự rồi. Chậu thỏ bự rồi. Dạ, bởi vì á, phí ship nhà em mỗi đơn đi á là 40.000. Đó, cho nên là nếu mà anh lấy luôn 5 chậu thì em bao ship luôn cho anh luôn. Còn 3 chậu á thì em không có dám quyết định cái phí ship thiệt sự luôn á, 20.000. Nhưng mà giờ 3 cây thì nhà em cũng đóng một cái thùng. Mà 5 cây nhà em cũng đóng một cái thùng. Đúng không cả nhà? Nói thì kêu là hơi tính toán, nhưng mà bởi vì em bán giá rẻ rồi, cho nên mọi người thông cảm giúp em nha. Giờ quy định của ông chủ đặt ra, chứ em không có tự quyết định được. Em cũng muốn bao ship cho cô chú anh chị nhà mình, nhưng mà giờ em nâng giá lên đó, em bao ship. Bình thường người ta bán một chậu này 80-90 ngàn, người ta bao ship cho mọi người vô tư luôn á. Nên em nâng giá lên từng chậu em bao ship, đúng không? Chia sẻ thiệt lòng. Dạ em có bên soda. Em có bên soda nha anh chị Hoàng Ngọc Anh ơi. Bình thường mấy chỗ khác người ta bán 60.000, người ta không bao giờ bao ship cho mọi người. Cho nên thương em đi, em bán giá rẻ rồi phụ giúp em cái phí ship nha. Bán giá rẻ rồi phụ giúp em cái phí ship đi mọi người. Có vài chục ngàn thôi. Bên soda em có cái chậu bên này 150.000. Bên soda 150 nha cả nhà. Ui chiều lụm lên mấy chậu bự đúng không? Ui chiều cầm lên mấy chậu bự đúng không? Bên soda 150.000 một chậu, 2 chậu em bao ship nha. 2 chậu em bao ship luôn cho cô chú anh chị nhà mình. Ben soda cho em nha, một dòng đệ nhất hương thơm, 2 chậu Ben phi 23 hàng thùng than thì em bao ship cho mọi người. Có chớp nào khác không em, mà để ngày mai em sưu tầm nhiều dòng chớp em lên cho anh luôn nha. Hoặc là ngày mai có dòng nào độc độc lại là em chụp hình em gửi qua cho anh nha anh Tuyền. Ok nha anh, để ngày mai em coi. Chứ giờ em gom hết ở trong này, còn ở vườn sau nữa mà em chưa có gom được. Nãy lên gom mà trời tối mất tiêu rồi. Rồi chậu này cho em nha, bên soda xưa. Cả nhà mình gộp đơn giúp em nha mọi người ơi. Gộp đơn giúp em, bây giờ em chuẩn bị quay game nha. Chuẩn bị quay game cho cả nhà mình. Mọi người gộp giúp em dòng gì nữa thì, còn ủng hộ em dòng gì nữa thì lên comment giúp em. Còn không thì em quên quay game sao em up. Em tặng cho mọi người một chậu ngọc trai đen, một chậu đen lai cát, và một chậu kinh hổ mang combo 3 nắng. Tặng cho mọi người combo 3 nắng nha cả nhà ơi. Chỗ là cái gì ta? Chao nâu, chao đỏ, không nhớ tên. Nó có nhiều loại quá. Ai chịu? Không, hôm bữa em chưa bán lần nào hết. Em có cái mặt hoa này đẹp nè. Đó, chớp luôn nha, đi chớp đẹp luôn. Em nhớ như 2 triệu hay là 2 triệu rưỡi gì đó, nhưng mà em quên mất cái tên rồi. Để ngày mai em hỏi ông chủ em lại nha. Cái này như là chang chao đỏ hay gì á, chang chao đỏ, chang chao nâu gì á, hay là cái tên gì tên khác nữa. Nó có nhiều loại lắm. Dạ hổ mang chớp em có luôn á chị. Hổ mang chớp chị lấy chậu to hay là chị lấy chậu nhỏ? Em có chậu nhỏ là 180.000 một chậu. Nha, chậu nhỏ là 180.000 một chậu. Còn chậu lớn á là em có chậu 2 triệu rưỡi và một chậu là 1 triệu rưỡi. Đó. Chậu này là hổ mang chớp này là 180.000 thôi. Một chậu hổ mang chớp như này là 180.000. Nhà em tách chiếc lên ấm chậu rồi, thuần vỏ thông luôn cho cả nhà mình. Và hàng này
cam kết bảo hành mặt hoa cho cô chú anh chị nhà mình chọn đời nha. Cam kết bảo hành mặt hoa chọn đời cho cả nhà mình luôn. Hũ mang chớp 180 thôi. Hàng này thân cứ một chậu 180. Những thân mà như này thì cũng 180. Mà những cây mà nó những chậu mà nó đẻ lên nhiều thân thì cũng 180. Đó, nhà em bán theo chậu chứ không có bán theo thân. Cho nên cả nhà mình chốt cho mọi người được lựa chọn. Anh chị nào chốt trước được cây mình thích, còn chốt sau thì em còn nhiêu đó thì mọi người chốt. Đó. Anh nhà em không có báo là cây nào ví dụ nhiều thân hơn là không có báo nhiều cao giá hơn đâu. Cây này 180, hộ mang chớp sắp hoa chưa em, mà nó đứng ngọn. Nó đứng ngọn à. Cái hàng hộ mang chớp nó cực kỳ xiên hoa nha cả nhà. Đó, cho nên là kêu sắp hoa thì em không có biết chừng nào nó ra hoa. Đó, để em kêu bác sĩ khám bệnh. Để em kêu bác sĩ khám bệnh xem chừng nào ra hoa. Có chậu này nhú nè chị Ngọc Nguyễn. Chậu này nhú nhú vò. Trời ơi, chậu này mà bán 180 hơi bị rẻ luôn á. Chậu này nhú nè chị Ngọc Nguyễn ơi. 180. Đó, vừa cao vừa to. Vừa cao vừa to mà vừa có một mầm con nữa. Chậu này bán 180 số 1 cho em đi. Chậu số 1 và chậu số 2 nha. Chậu số 1 và chậu số 2 đang có 3 mầm. Cháu cạnh tranh. Cạnh tranh nhau, anh chị nào lên trước chốt trước. Chị Diễm Trâm, một hộ mang chớp cho chị Diễm Trâm chậu số 1. Đó, anh chị nào lên trước thì em chốt trước thôi. Để em coi thử cái hộ mang chớp này nó xiên hoa lắm á chị Ngọc Nguyễn. Nó xiên hoa vô cùng. Chị Ngọc Nguyễn chốt chậu số 1 nhưng bị chậm. Nè đứng ngọn, để em coi thử còn chậu nào không. Còn chậu nào mà nó sưng không? Em coi giùm em còn chậu nào nó sưng không. Ai quá trời người chốt chậu số 1 luôn này. Cho anh một. Quá trời anh chị nhà mình chốt chậu số 1 luôn không. Số 2 nha, chậu số 2 cho em. Lên này 180. Số 2 180 nè. Số 2 180 này hả? Số 3 180 luôn cho em. Cái này nó này, à, đúng rồi, nó chuẩn bị nhú rồi nè. Nó sưng mất ngủ quá trời ở tại nách lá này cả nha. Đó, chậu này cho em chậu số 3. Số 3 nha, cho chị chậu nhiều thân là chậu số 2 hả? Cho chị Ngọc Nguyễn chậu nhiều thân là chậu số 2 này. Rồi chậu số 3. Chậu số 3 cho em cao nha. Cao nha cô chú anh chị dòng mình chậu số 3. Số 3 cao cho anh Tuyền. Cho anh Tuyền chậu số 3. Rồi số 4 luôn nè. Mọi người lên nhanh chốt nha. Lên nhanh mới có đơn. Đó, chậm là không có đơn. Bởi vì cái hàng này em bán 180 là quá rẻ luôn đó mọi người. Là hết rồi đó cả nhà ơi, hết rồi đó. Rồi số 4 cho em. Trời ơi, số 4 cao ngút ngàn. Số 4 cao ngút ngàn luôn và cũng đang sưng. Cũng đang sưng luôn. Cái này nó ra hoa một lần rồi nè. Ra hoa một lần rồi nha mọi người. Cắt vòi rồi. Số 4 180. Số 4 180 cho em nha cô chú anh chị nhà mình. Số 4 180. Còn chậu nào nhiều thân hơn không? Dạ hết rồi chị. Nó nhiều thân thì em có hàng 1,5 triệu. Số 4 cho anh chị Trúc Nguyễn. Cho anh chị Trúc Nguyễn chậu số 4 180. Hàng nhiều thân hơn thì em có hàng 1,5 triệu á chị Ngọc Nguyễn. Còn hàng 180 thì bình thường nãy giờ em đang bán là một thân mẹ với một thân con thôi. Đó, hàng 180 mà nhiều thân thì em có một thân mẹ một thân con, mà nó ba thân là nhiều nhất rồi đó. Chứ cái hàng này nè em đang bán 180 nó có cỡ này. Số 5 cho em nha. Số 5 180 và số 6 180 nữa là hết. Số 6 180. Ủa? Nãy em chưa đưa. Vậy là không có số 6 180 đâu nha mọi người. Số 6 150, số 6 nó nhỏ hơn cho nên em để 150 thôi. Đó, cây lớn hơn thì vẫn bán 180 mà cây nhỏ hơn thì bán 150, nhỏ hơn mà đẹp út ít á thì mới bán 150. Đó, cái chậu này bán 180 người ta quýnh nè. Đúng không cả nhà, cho nên thôi bớt cho mọi người. Rồi chậu này số 5 180 và số 6 là 150 thôi nha cả nhà ơi. Số 6 150, số 5 180. Số 6 100, đúng rồi, số 6 150, số 5 180. Tự đảo ngược chi cho tự lộn. Em đang có chậu này nhiều thân này chị Ngọc Nguyễn 1,5 triệu. Rất là nhiều thân. Chậu này 1,5 triệu. Rất là nhiều thân nha. Đó, chậu này chắc cũng phải là. Chậu này em đếm xương xương coi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 thân. 10 và một thân nhỏ đang lên. Một thân nhỏ đang lên nữa. Đó, không có tính thân nhỏ đang lên. Không có tính thân nhỏ đang lên là 16 thân đó cả nhà. Chậu này 16 thân là 1,5 triệu. Tính ra một thân chưa tới 100 ngàn. Quá lời. Một thân chưa tới 100 ngàn mà cây cao to đẹp trai luôn cho mọi người. Rất là lùm. Này mà về nhà ra sang ra chậu tác phẩm này thùng dớn nha. Em thùng bằng dớn nha cả nhà ơi. Nó lên được nè. 2 4 6 8 10 12 14 16 thân. 16 thân 1,5 triệu. Hổ mang chớp.
Nhà hộ mang chớp 16 thân 1 triệu rưỡi cho cô chú anh chị nhà mình chốt đơn. 16 thân 1 triệu rưỡi lên chốt đơn giúp em nha. Cho em xin một nút like, một lượt theo dõi trang fanpage của Vườn Lan Thiên Mỹ giúp em nha. Hello anh Nguyên Lucy. Trời quỡ, ăn Tết kỹ quá. Bây giờ em mới thấy mặt nè. Anh chị nhà mình ăn Tết phát tài không? Vui vẻ không? Chứ em là em thấy là chưa gì, em thấy đau cái cổ họng rồi đó. Lên giờ chuẩn bị quay game nha. Mọi người gộp đơn gì hay là mọi người cần dòng gì để lại comment cho em nè. Chấm chấm nè mọi người. Chấm lên cho em. Mọi người hãy nổi lửa lên. Hãy nổi comment lên giúp em nào. Hãy nổi comment lên cho em nào cả nhà ơi. Thống kê lượt chia sẻ tặng cho mọi người một đen lai cáp, một ngọc trai đen và một kinh hổ mang nha, ba cái combo ba nắng. Combo ba nắng. Game quay 45 giây. Thôi 49, thôi 49 số nó tâm linh quá. 47 đi, 47 Đắk Lắk. Gửi cô Nhi Tình ơi, bên con nhắn tin cho cô hỏi địa chỉ nhưng mà cô không có trả lời cho nên bên con chưa có gửi cây cho cô được á. Con nghe là vậy thôi chứ con cũng không biết nữa. Em đâu có nói đâu mà cũng bị say họng. Quay game 47 giây nha mọi người. 156 anh chị nhà mình tham gia tặng cho mọi người một đen lai cát, một một ngọc trai đen, một kinh hổ mang. Có rồi hả cô? Vậy để ngày mai con báo với lại chị chốt đơn. Cho giờ chị chốt đơn chị nghỉ mất rồi. Chị đi ngủ rồi. Để ngày mai con báo nha. Chứ con hồi chiều hôm nay hay là hôm qua gì đó con kêu là con nghe là ấy chưa có địa chỉ cho nên chưa có gửi được, con vẫn còn giữ đơn của cô á. Mời mọi người kết thúc livestream này đi ăn hộp vịt lộn nha. Xin chúc mừng cô chú anh chị nhà mình có tên Facebook là hai chữ. Có tên Facebook là hai chữ nha. Hello anh Hai Lúa. Tên Facebook là hai chữ nha mọi người. Xin chúc mừng anh chị nhà mình có tên Facebook là Nam Phong. Anh chị nhà mình có tên Facebook là Nam Phong có ở trong like comment giúp em chữ có. Anh chị Nam Phong lần thứ nhất. Dạ cây lá biên ở sau là 1 triệu. Cây lá biên ở sau là rồng xanh. Rồng xanh lưỡi đỏ đột biến lá biên. Là cây đó là 1 triệu nha. Anh Nam Phong đã có rồi. Ăn lột vịt lộn, ăn hộp vịt lộn ok. Em thống kê lượt chia sẻ cái nha. Nó lại thống kê lượt chia sẻ không được. Thống kê thử bên đó giùm em. Hello anh Phương Nam. Chỗ này là 1 triệu, cái này là rồng cái này là thanh long lưỡi đỏ đó. Thanh long lưỡi đỏ là rồng xanh lưỡi đỏ đột biến lá biên á. Đó. Đợi em thống kê lượt chia sẻ cái em kiểm tra nha. Nam Phong. Của em được rồi nè. Số bao nhiêu ạ? Số 70. Xin chúc mừng anh Nam Phong gộp cho cây cho cô cây bò tím lùm nha. Dạ ok cô. Chậu này là 1 triệu nha. Chậu này 1 triệu nha cả nhà. Xin chúc mừng anh Nam Phong đã trúng quà game của nhà em tối ngày hôm nay là combo ba nắng. Combo ba nắng này anh Nam Phong nè. Anh Nam Phong đứng top 70 chia sẻ một lần vào trang cá nhân, một lần vào hội nhóm. Tổng là hai lần. Xin cảm ơn anh và đã chia sẻ và xin chúc mừng anh đã trúng quà
Ghim nhà em ngày hôm nay, ngày mai nhớ điện cho anh nhé. Dạ ok anh luôn, ngày mai em điện cho anh, quên chị chốt đơn điện cho anh. Comment giúp em là trúng quà combo 3 nắng kèm với số điện thoại để em tạo đơn luôn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em ở trong cái livestream này, đã chia sẻ giúp em ở tại cái livestream này và đã theo dõi em tới giờ này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai. Đen lai cát, ngọc trai đen với lại kinh hổ mang. Hẹn gặp lại, nhớ nghe. Dạ. Gộp cho cô một cây bò tím lùm. Ngày mai 9 giờ em sẽ like nha mọi người. Ngày mai em like vườn. Ngày mai em like 1k thôi. Bởi vì ngày mai là chủ nhật, bình thường là em sẽ off, nhưng mà thôi để dọn vườn đồ này kia cho xong xuôi đã, rồi mình hẳn off ha. Ha mọi người, để ngày mai em like tăng ca, like cho mọi người 1 ca buổi sáng. Xong rồi chiều em nghỉ ngơi. Xong rồi thứ hai chúng ta gặp lại. Hẹn gặp lại mọi người vào 9 giờ sáng mai nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Và nếu như mà ai đang coi livestream mà đang đói bụng thì mọi người hãy đi ăn khuya đi. Bây giờ em cũng đi ăn khuya đây. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và đừng quên, khoan dừng lại, đừng quên cho em xin một nút like, một lượt theo dõi trang fanpage của Vườn Lan Thiên Mỹ nha mọi người. Bye bye mọi người. Dạ em cảm ơn anh Nam Phong đã chia sẻ đen quá bà con ơi. Bye bye ngủ ngon. Chúc anh Phương Nam và gia đình anh ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha.